Từ khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã gửi đến nhân loại một thông điệp: tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Chính Phật ngôn này đã mở ra cho nữ giới nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung một con đường thoát. Thành tâm kiên nhẫn, hành trì nghiêm cẩn, từ trong chánh định tuệ giác phát sinh, chư vị tỳ kheo ni cũng như hàng tại gia nữ cư sĩ vô cùng sung sướng khi biết rõ mình đã chấm dứt con đường sinh tử, vĩnh viễn an vui trong tịch tỉnh niết bàn. Nếu không phải là sức mạnh của thiền định và trí tuệ, thì làm sao chống lại nổi dòng nghiệp thức lưu chuyển từ vô lượng kiếp đến nay? Cho nên biết, một khi đã cương quyết, nữ nhân cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình bằng tất cả nỗ lực và sự dũng mãnh phi thường. Khi mê, sức mạnh của nữ nhân là sắc đẹp, có thể làm nghiêng thành đổ nước. Lúc ngộ, sức mạnh của nữ nhân là tâm nguyện tha thiết tu hành. Cho nên bằng ý chí và nghị lực, các vị có thể làm sụp đổ cả tòa tam giới. Lịch sử vẫn còn in đậm nét hình ảnh 500 vị tỳ kheo ni đã an nhiên nhập niết bàn khi hay tin Đức Thế Tôn sẽ thị tịch sau đó không lâu. Phu nhân Thắng Mang là một hoàng phi sống trong nhung lụa vàng son. Nhưng một khi phát tâm Bồ Đề, bỏ hết muôn duyên, suốt đời nhiếp thọ chánh pháp, thành tựu đạo Bồ Đề, lập đại hạnh đại nguyện, rộng độ chúng sanh. Rõ ràng các ngài sanh tử tự tại và dạo chơi trong tam giới vì lợi ích của muôn loài. Ai dám bảo nữ giới là phái yếu? Nên biết, yếu đuối hay dũng mạnh, trầm luân sanh tử hay giác ngộ giải thoát chỉ do chúng ta thôi. Và đây là tác phẩm Tràng Hoa Tối Thượng, thuyết minh yếu nghĩa đại thừa của bản kinh Thắng Mang. Chúng con xin cung kính cúi đầu trùng tuyên lại, nguyện đem công đức này hồi hướng về cho pháp giới chúng sanh, chuyển mê khai ngộ, ra khỏi bể khổ trầm luân, chóng lên bờ giác. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời đầu sách. Con đường Phật đạo luôn rộng mở, nhưng có người đi, người không đi, tùy duyên tùy thích thôi. Lục đạo luân hồi cũng là những con đường, chúng sanh tha hồ tới lui đều do mỗi người tự chọn. Phật bảo chúng sanh lưu chuyển trong luân hồi sanh tử từ một niệm bất giác mà ra. Muốn chấm dứt cuộc lữ ấy cũng từ một niệm mà về. Ở đây có một con đường cho con gái Như Lai, phu nhân Thắng Mang nắm tay chúng ta cùng đi. Xin được gửi đến thiện hữu tri thức muôn phương Tràng Hoa Tối Thượng năm xưa, làm tặng phẩm trang sức cho cuộc hội ngộ hôm nay. Chỉ mong tràng hoa này có thể trang nghiêm pháp giới chúng sanh trong tình thân pháp lữ Linh Sơn. Tiếc là tác phẩm được biên tập lại từ văn nói của một kẻ sinh ra không gặp thời chánh pháp, lại không biết lượng sức mình, dám trùng tuyên lại chánh giáo của bậc Liễu Đạt năm xưa. Chỉ vì quá cảm xúc thân phận nữ nhi, may gặp huyền từ cứu độ. Nguyện nương từ lực Tam Bảo, ngày ngày an phận thủ thường, nỗ lực tu tập. Nếu được chút nào an vui, xin cùng tất cả sẻ chia. Tác phẩm gì thế không sao tránh khỏi sơ thất. Cúi đầu cung thỉnh chư bậc cao đức, vì chúng con phụ giám và lượng thứ cho. Kính bút Trí Đức Ni, Xuân Bính Thân 2016, Hạnh Chiếu. Lời dẫn.
Kinh Thắng Mang là bản kinh rất hay. Chúng tôi được Hòa Thượng Trúc Lâm dạy bản kinh này vào những thập niên 80. Bây giờ nghe lại băng của Ngài, tôi thấy bản kinh càng hay hơn, rất cần cho người nữ. Đó là lý do thứ nhất tôi chọn bản kinh này để học lại với chư ni tại thiền viện. Lý do thứ hai, vì chúng tôi là người nữ, Phật tánh không có nam nữ, nhưng trên phước tướng biệt nghiệp có nam nữ. Theo quan niệm xưa nay, người đời hay trọng nam khinh nữ, và vì thế người nữ được xem thấp hơn người nam trên mọi lĩnh vực, trừ chuyện bếp núc thì được đề cao, gọi là chút an ủi. Cho nên khi mang thân nữ, ít nhiều chúng ta cũng có mặc cảm thua sút nam nhân. Điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần tu tập. Người nữ thường nghĩ mình phước mỏng nghiệp dày, thân phận yếu đuối, trí tuệ cạn hẹp. Dù có cố gắng tu hành thì sự thành tựu cũng không cao, cho nên tự đánh mất khả năng giác ngộ rất nhiều. Trên nghiệp quả, người nữ chịu thiệt thòi hơn nam giới, vì nghiệp nhân đã tạo đời trước không tốt. Theo thế gian, người nữ có những chức năng mà nam giới không có. Tuy nhiên, chức năng đó chỉ thể hiện nghiệp lực nữ nhân nặng nề mà thôi, như chức năng làm mẹ, mang thai, sinh con. Đó là vì họ kém phước, phải thọ thân nữ, thọ khổ, rất tội nghiệp, rất nên thương. Nếu nữ nhân thức tỉnh đi tu thì qua được mấy cái ải đó. Tuy nhiên, xuất gia rồi không phải ai cũng được an vui, tùy tinh thần, cách thức và thái độ tu tập của mỗi người. Bao giờ nhập kim quang mới biết phước duyên của chúng ta lành hay dữ. Thực tế mà nói, hiện giờ chư ni không phải khổ sở vì chuyện gia đình là đã vượt qua ách nạn của nữ nhân nhiều rồi. Năm tháng và nhiệm vụ còn lại chỉ có nỗ lực tu tập, tịnh hóa thân tâm, chuyển đổi nghiệp tập bằng công phu thiền định. Đó là phước báo vô cùng lớn lao của chúng ta. Cho nên người nữ tu sĩ khỏe hơn người nữ thế gian rất nhiều. Nói thế để chị em thấy chúng ta có phước lớn, còn trẻ đã vào chùa, lo tu tâm dưỡng tánh, sống trong môi trường an lành, không ai đối xử tệ bạc với mình. Ở ngoài đời, nhìn thấy cảnh phụ nữ bị đòn, bị đánh hoặc bị bỏ rơi, mặc dù đã hết lòng phụng sự cho chồng, tôi thật sự đau xót. Cũng có những vị có phước, gia đình êm ấm hạnh phúc, nhưng trường hợp này là thiểu số. Đã thế, nhiều người vẫn chưa thức tỉnh, họ lại dùng nữ sắc làm khổ nam nhân, vay trả trả vay, từ đời này sang đời khác, từ khổ ít đến khổ nhiều. Cứ thế ân oán chất chồng, không có ngày cùng, thật đáng kinh sợ. Nhìn lại đời sống của người xuất gia, tuy khác mình trong quy củ thiền môn, tuân thủ thời khóa tu học, không có những thú vui thế gian, nhưng cuộc sống đạo giúp ta ra khỏi lao tù của cuộc đời rất nhiều. Vì vậy, đại chúng phải trân quý đời sống tu hành của mình, không vì bất cứ lý do gì mà bỏ đạo. Lý do thứ ba chúng ta học bản kinh này, vì Phật bảo khả năng giác ngộ của người nữ tương đương với nam giới. Lịch sử chứng đạo của chư ni và các nữ cư sĩ tại gia từ thuở xưa cho đến ngày nay cũng đã khẳng định lời Phật nói là sự thật. Đặc biệt, nếu giác ngộ rồi, thì sự nhạy cảm của nữ giới sẽ giúp cho chúng ta có những phương tiện lợi sinh rất thiện xảo. Ngược lại, nếu không giác ngộ, thì sự nhạy cảm ấy sẽ làm chướng ngại đạo Bồ Đề. Đó là lý do bản kinh Thắng Mang rất cần đối với người nữ phát tâm tu hành. Học kinh Thắng Mang để thấy một nữ cư sĩ chứng đạo và dùng thân chứng của mình tuyên dương giáo pháp của Như Lai là sự thật.
Do vậy, chúng ta hãy bỏ đi những mặc cảm sai lầm, mạnh mẽ vươn lên, chuyển hóa tập nghiệp của mình. Chị em cùng dìu dắt nhau vươn tới một chân trời cao rộng. Ở đó ta thật sự an lạc và giúp chúng sanh đều được an lạc. Thân nam, thân nữ không quan trọng. Chúng ta chỉ tâm nguyện một điều là sống tỉnh thức. Ngoài sự nghiệp giác ngộ giải thoát, tất cả mọi thứ đều chẳng có gì để quan tâm. Cứ yên lòng mà tu. Chúng mình tập trung trí tuệ giải quyết nghiệp cũ, đừng tạo thêm nghiệp mới. Như thế nhất định sẽ hết khổ, được vui. Được học bản kinh Thắng Mang, tôi vui mừng như kẻ chết đuối giữa biển gặp được phao cứu hộ. Bản kinh cho nữ nhân sức mạnh của người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, có thể tu hành thành tựu không hạn cuộc trong giới tính. Chúng ta học kinh Thắng Mang để lấy lại niềm tin nơi chính mình. Mong rằng chị em chúng ta đủ phước, đủ duyên, dìu dắt nhau đi hết con đường mình đã chọn, thành tựu đạo vô thượng Bồ Đề, dù phải trải qua số kiếp lâu xa. Lược khảo. Phần lược khảo này trong kinh không có. Tôi biên tập tóm lược lời giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm, cộng thêm một số tham khảo từ các tài liệu khác, để chúng ta nắm được tông chỉ của bản kinh, ngõ hầu có thể áp dụng tu hành đúng như pháp. Thắng Mang là danh xưng giảng lược. Nếu nói đủ là kinh Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Đây là bộ kinh quan trọng trong Phật Pháp, ra đời vào thời hậu kỳ Phật giáo, thuyết minh về yếu nghĩa chân thường diệu hữu. Vào thời Bắc Triều của Trung Hoa, kinh này được lưu truyền rất rộng sâu. Tư tưởng căn bản của kinh này y cứ trên thuyết Như Lai Tạng, thuyết minh yếu nghĩa chân thường diệu hữu, là chỗ thành tựu cao nhất của Bồ Tát trên lộ trình đi đến giác ngộ giải thoát. Đạo Phật phát triển trên 2.500 năm, trải qua 3 thời kỳ. 1. Sơ kỳ Phật giáo. Giáo lý thời này thuyết minh lý duyên khởi, phủ nhận ngã thể bất biến, chủ thuyết về nhân vô ngã. 2. Trung kỳ Phật giáo. Giáo lý thời này thuyết minh các pháp vô ngã. Luận sư xuất sắc nhất thời này là Bồ Tát Long Thọ, người xiển dương tánh không luận, tất cả các pháp vốn không có tự tánh. 3. Hậu kỳ Phật giáo. Hai luận sư Vô Trước và Thế Thân Xiển Dương Triết Học Duy Thức xuất hiện thuyết Như Lai Tạng Duyên Khởi và A Lại Gia Thức Duyên Khởi. Tất cả pháp đều được xem như là sự biểu hiện của tâm thức, chúng không có tự ngã. Kinh Thắng Mang ra đời vào thời kỳ này. À, các nhà dịch giả, vào thời Lưu Tống Trung Hoa, có ngài Tam Tạng Pháp Sư người Thiên Trúc tên Cầu Na Bạc Đà La, dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Ngoài ra, bản kinh này còn được dịch vào đời Đường do Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi thực hiện, thuộc hội 48 của kinh Đại Bảo Tích tên là Thắng Mang Phu Nhân Hội. Theo truyền thuyết, vào thời cổ đại Đông Tấn An Đế có một bản dịch nữa của ngài Đàm Vô Sấm với tên Thắng Mang Kinh hoặc Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Phương Tiện Kinh, nhưng đã thất truyền. Kinh này được trích từ kinh Đại Bảo Tích. Bản kinh Đại Bảo Tích được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch từ chữ Hán ra chữ Việt. Bản kinh Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho chúng tôi năm xưa là của cư sĩ Nguyên Hồng dịch. Sau này kinh Đại Bảo Tích ra đời, Hòa Thượng Trí Tịnh là ngôi sao bắt đầu trong dịch thuật kinh điển Hán Việt. Hồi xưa bản dịch của ngài chưa ra đời nên Hòa Thượng Trúc Lâm dạy theo bản dịch của một cư sĩ. Bây giờ tôi chọn bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh để học lại cùng đại chúng. Tuy nhiên, tôi có đối chiếu với bài giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm.
B. Các nhà sớ giải. Ở Ấn Độ, Ngài Thế Thân làm thuyết luận. Tại Trung Hoa, có rất nhiều nhà như Ngài Đạo Du làm pháp từ yếu giải, Ngài Tuệ Siêu làm chú giải, Ngài Tăng Cừ làm giam chỉ, Ngài Pháp Trân làm nghĩa sớ, Ngài Phát Diện làm chú giải, Ngài Ấn Thuận làm chú giải. Ở Nhật Bản, có Thánh Đức Thái Tử làm nghĩa sớ, Ngài Ngưng Nhiên Tường làm huyền ký, Ngài Phổ Tịnh làm hiển tông, vân vân. Như vậy có rất nhiều nhà chú giải, sớ giải kinh này, đủ biết giá trị và tầm chất quan trọng của kinh như thế nào. Đại ý kinh. Theo Pháp Sư Ấn Thuận, trước tiên lấy ba nghĩa chánh của kinh là bình đẳng, cứu cánh và nhiếp thọ để thuyết minh yếu nghĩa kinh Thắng Mang. Theo Pháp Sư Ấn Thuận, nội dung kinh này không ngoài ba nghĩa chánh: một, bình đẳng; hai, cứu cánh; ba, nhiếp thọ. Trong đây, nhiếp thọ là quan trọng nhất trên bước đường tu hành. Sở dĩ ngày hôm nay tất cả chúng ta còn ngồi đây với bao vui buồn lẫn lộn là vì chưa nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp là nắm, thọ là nhận để sống cho được. Nhiếp thọ là công phu, là vấn đề xương máu. Cứu cánh bình đẳng là kết quả đạt được, nhưng làm sao để đạt được chỗ cứu cánh bình đẳng mới là vấn đề thiết yếu. Cho nên nghĩa nhiếp thọ rất quan trọng, không chỉ quan trọng trong kinh này mà đối với tất cả các kinh chúng ta đều phải nhiếp thọ. Nhiếp thọ được chỉ cần một câu thôi cũng thành Phật. Nhiếp thọ không được thì học đời này đến đời khác cũng chỉ là một cùng tử lang thang. Ở đây nghĩa nhiếp thọ nói sao, nhưng trong lúc thực hành phải làm trước. Một, nghĩa bình đẳng. Trong giáo pháp Phật có câu: tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Câu nói này bao hàm ý nghĩa rất thâm diệu. Tất cả mọi chúng sanh đều có thể thành Phật, nghĩa là không luận loại chúng sanh như thế nào đều có khả năng tu hành thành Phật, nên nói Phật pháp chân thật bình đẳng. Các kinh điển Đại Thừa khẳng định cho chúng ta một điều: tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Như vậy không chỉ con người mà tất cả muôn loài đều có khả năng thành Phật. Tuy nhiên, sanh vào các loại thấp kém thì cơ duyên học đạo, hiểu đạo và ngộ đạo vô cùng khó khăn. Ví dụ con chó có Phật tánh, nhưng làm sao nó biết điều này để nhận lại tánh Phật của nó, thoát khỏi kiếp súc sanh? Hoặc như chúng sanh ở địa ngục, thọ hình liên tục, chết đi sống lại liên tục, đau đớn thống khổ triền miên, thì làm sao có cơ hội tu tập? Cho nên chúng ta được sanh làm người, được gặp Phật pháp, hiểu Phật pháp là phước báo vô cùng. Cơ hội chúng ta nhận lại ông Phật của chính mình rất lớn. Sáu đường luân hồi là do chúng sanh tạo nghiệp nên chiều cảm. Nó không thật và có thể chuyển đổi. Mỗi ngày tạo nghiệp là mỗi ngày đi trong luân hồi. Mỗi ngày chuyển nghiệp là mỗi ngày ra khỏi luân hồi. Tuy nhiên, dù đi đường nào cũng chỉ là huyễn giả mà thôi. Nói huyễn, nhưng nó có năng lực rất lớn, cho nên chúng ta phải thận trọng dè dặt cái huyễn này. Tánh Phật không bao giờ mất. Dù chúng sanh ở địa ngục thọ khổ bao nhiêu đi nữa, tánh giác vẫn nguyên vẹn. Ví dụ khi chúng ta đang phiền não thì khổ. Khi khổ ai biết? Ta biết, nhưng vì chạy theo cái khổ nên mình bỏ quên cái biết. Chỉ thấy khổ mà không thấy cái biết khổ. Cái biết đó không khổ. Tuy nói thế, nhưng chúng ta vẫn đồng hóa mình với cái khổ, không nhận ra cái biết khổ không khổ. Đó là vì mình thiếu nhiếp thọ,
công phu cần tới nơi tới chốn, chứ không phải nói là được. Nhiều chị em tu học cũng đã lâu, vì sao chưa tự tại? Vì công phu chưa tới, giản dị như vậy thôi. Chuyện làm chủ tâm đã khó rồi, nhưng với công phu thiền định, người đạt đạo có thể làm chủ cả thân lẫn tâm. Ở Trung Hoa có Lục Tổ, Đại sư Hám Sơn, Việt Nam có Thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Đó là những vị sanh tử tự tại, khi viên tịch để lại nhục thân. Chư tổ khác không để lại nhục thân, không phải các ngài chưa tự tại, mà có thể tùy theo hạnh nguyện của mỗi vị. Các vị thiền sư dùng thiền định để điều hòa hơi thở và thể nhập chân tâm thanh tịnh. 7 giờ hơi thở rất nhẹ, các ngài có thể chấm dứt mạng sống tùy theo ý muốn. Cho nên tuệ trung thượng sĩ ở nước ta có câu: sống chết bất nhau, trừ ta vẫn thường, quá thống khoái. Tu thiện rất hay, chúng ta đã chọn đúng phương pháp, bây giờ chỉ còn nỗ lực công phu thôi. Sống trong thiền viện khó ở việc giữ thời khóa điều đặn, chứ không có gì cực khổ lắm. Công việc nơi đây so với người đời thư thả hơn nhiều. Đã vậy mà chúng ta phiền não thì đáng ăn đòn, đáng trách hơn người thế gian. Muốn sống tỉnh thức thì phải buông. Phật bảo chúng ta buông, chứ đâu có bảo giác mà mình làm không nổi. Thế nhưng ta vẫn không làm được, thật lạ đời. Ngày phát tâm xuất gia, chúng ta đã thệ nguyện: hủy hình thủ khí tiết, các ái tự sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Hủy hình là hủy bỏ sắc đẹp bên ngoài. Người nữ cạo tóc rồi xấu lắm. Thiếu nữ ngoài đời xinh đẹp là nhờ mái tóc. Răng với tóc là gốc con người. Bây giờ không còn cái gốc để ngắm nghía nữa thì thật là khó coi. Vì sao phải hủy hình? Vì biết sắc đẹp là gốc của khổ. Hủy hình để giữ khí tiết, giữ thân tâm trong sạch an ổn. Người đời khổ cũng vì mê đắm sắc đẹp, cho nên Phật cạo bỏ râu tóc, cắt ái từ sở thân. Lìa bỏ ân ái sắc dục mới có thể tĩnh tâm tu hành, ra khỏi nỗi khổ sanh tử, rộng độ chúng nhân. Đó là con đường Đức Phật đã đi và chỉ dạy lại cho chúng ta. Vậy mà chúng ta có giữ được khí tiết chưa? Vẫn chưa. Không phải mình không muốn giữ, chỉ vì quên thôi. Từ ước vọng đi đến kết quả phải đánh đổi bằng cả một cuộc đời tu hành, nhưng không phải ai cũng thành tựu. Điều này dĩ nhiên chúng ta biết rất rõ rồi. Phật tử hay nương tựa vào tăng ni. Tôi ngày xưa cũng rất ngưỡng mộ tăng ni, cho nên tăng ni đối với mình là một mẫu người lý tưởng. Trong lòng chúng ta lúc nào thầy cô cũng hiền, bao dung, độ lượng. Nói chung là trí tuệ và từ bi, không ai gian dối, tham lam, sân hận, si mê. Vì thần tượng như thế nên ta mới tu. Đến khi tu rồi thì thất vọng vì thần tượng sụp đổ. Nói thế không có nghĩa là tất cả thầy cô đều xấu dở. Nếu tăng ni xấu dở hết thì Phật Pháp đâu còn tới ngày nay. Trên con đường tu tập, chúng ta cần phải hiểu biết, thông cảm, chia sẻ và nỗ lực nhiều hơn. Người xuất gia cũng như tại gia, không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn, bởi vì tất cả đều chưa phải là bậc thánh nhân. Không vì cái tốt xấu của một người mà chúng ta đánh giá tất cả, cũng không vì tập nghiệp của người khác mà mình bỏ đi tâm nguyện tu hành. Chúng ta tu là tu cho mình, không phải tu cho người. Tu vì cầu giác ngộ giải thoát, chứ không phải cầu sự trói buộc giữa mình với đạo sư hay thiện hữu. Nương tựa được thì ta nương tựa,
nương tựa không được thì ta nương tựa chánh pháp. Phật đã căn dặn rồi, y pháp bất y nhân, vì sao phải phiền não? Tăng ni tu tốt thì các ngài giác ngộ giải thoát an vui, tu không tốt thì có nhân quả lo dùm. Chúng ta yên lòng lo việc của mình có tốt hơn không? Khi xuất gia rồi, thấy bản thân mình và chị em vẫn còn nhiều tập nghiệp chưa chuyển hóa được, tôi nghiệm ra một điều. Ví dụ, khi ta bị cảm nhẹ thì chỉ cần ở nhà uống thuốc là được. Nhưng nếu sốt nặng hay đau đớn nhiều thì phải đi bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy sức khỏe nguy hiểm thì phải nhập viện. Cũng thế, Phật tử ở ngoài tu được là bệnh nhẹ. Chúng tôi bệnh hết cỡ mới đưa vào chùa. Cho nên, tu sĩ là những người đang trị bệnh, không phải đã khỏe mạnh an lành. Nói như vậy, không có nghĩa là bào chữa, che đậy lỗi lầm, mà là để chúng ta hiểu biết và thương yêu, thông cảm nhiều hơn. Từ đó, cùng sắp tấn dìu dẫn nhau tu hành. Ta biết ta đang phiền não, đang đau khổ trong lòng, nên ta vào chùa tu học để chuyển hóa phiền não, cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Chuyển bằng cách nào? Bằng trí tuệ, bằng công phu tu tập, bằng các pháp hành. Nếu mình không làm đúng như thế thì sẽ không thể chuyển hóa được phiền não. Cho nên mỗi chúng ta cần phải vâng lời Phật dạy, quay lại quán chiếu nơi mình, đừng chạy theo các duyên bên ngoài. Như thế bệnh mới được lành. Vào chùa có nhiều đợt, những bệnh nhân đã vào viện lâu, uống thuốc gần hết bệnh rồi, sắp sửa xuất viện. Có những bệnh nhân đang điều trị, có bệnh nhân mới đưa vô. Người mới đưa vô còn đang thử máu để chẩn đoán bệnh. Có khi thử máu cũng không xong, phải siêu âm, chụp cắt lớp. Ngồi thiền, tụng kinh, học Phật Pháp một ngày, hai ngày chưa được, thì phải một năm, hai năm, nhẫn đến mấy mươi năm hay cả một đời, nhiều đời, cho đến bao giờ hết bệnh mới xong. Vì vậy, chúng ta hãy thông cảm cho quý thầy cô. Không phải thầy cô nào cũng xong việc vào bệnh viện lúc nào cũng hết bệnh. Có những vị làm cho mình thấy dội ngược vì họ bệnh quá nặng. Hãy cho họ một thời gian. Chúng ta đồng phận trong bệnh tật và đồng lý tưởng muốn chấm dứt bệnh tật. Đã vô bệnh viện thì phải chịu sự giám sát khít khao của bác sĩ. Các vị lớn có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ chúng ta thuần hóa con trâu hoang trước mình. Trong bài ca chăn trâu của Phật tử Từ Âm sáng tác có câu: trâu cứ đi đường ngay lối thẳng, dù trên đường chẳng có chi vui, đừng ngắm nghé đường ngô khoai mía mà tai ương ập đến bên trâu. Thời khóa trong thiền viện như ngồi thiền, tụng kinh, học Phật Pháp xuyên suốt là phương tiện để cắt cử chúng ta. Cho nên huynh đệ đừng than phiền, tại sao quý thầy cứ quở phạt con hoài. Sáng lên cơn, chiều cắt cử, tối cắt thêm cử nữa. Học Phật Pháp là uống thuốc nhẹ, ngồi thiền là cắt cử mạnh. Cắt liên tục mà còn lên cơn hoài. Phật tử không được cắt cử nhiều như mình, một tháng mới cắt một lần. Ngày về thiền viện tu tập, Phật tử rất vui vì được đánh thức, được chuyển hóa. Tháng nào không đi, Phật tử thấy như thiếu cái gì. Chúng ta có phước được uống thuốc nhiều cho mau hết bệnh, nhưng có lẽ uống thuốc nhiều quá cũng bị mệt. Mỗi chiều học kinh điển là cắt những si mê. Chỉ có Pháp Phật mới trị được phiền não điên đảo trong lòng chúng ta. Nỗi buồn nhân sinh không phải nỗi buồn của riêng mình. Cái đau nhân sinh
cũng không phải là cái đau của riêng mình. Tất cả những trạng thái này đều khó chịu. Chúng ta muốn trị được nó thì phải chịu khó uống thuốc. Thiền viện có thanh quy nề nếp để hỗ trợ cho mình thành tựu giới thân tuệ mạng. Học pháp, tụng kinh, tọa thiền là các pháp hành có thể giúp chúng ta hóa giải được phiền não. Những lúc mệt mỏi, ngồi thiền không thấy kết quả, không sao, mệt rồi sẽ hết, cứ kiên trì. Không phải ngày nào cũng mệt, có những ngày ta khỏe. Khi khỏe ngồi thiền an lạc, mình sáng suốt và sẽ có lúc nhận ra cái thật, bỏ đi cái giả. Tánh Phật luôn luôn có mặt, ngay cả một chúng sanh đang đau khổ cùng cực vẫn không thiếu vắng. Họ có mới biết khổ đau. Cũng thế, chúng ta có tánh biết rõ ràng, được học, được chỉ, được nghe rất nhiều. Nhưng chỉ khi nào chúng ta ứng dụng tu tập thường xuyên mới nhận ra được. Việc làm duy nhất của người tu sĩ là sống tỉnh thức. Tỉnh thức rồi thì làm việc gì cũng xong, không tỉnh thì ngồi không cũng trễ. Trễ là ngăn ngại, là chìm đắm. Cho nên, đã là tu sĩ thì buông hết. Phu nhân Thắng Mang là một vương phi mà còn phủi rũ hết. Chúng ta là chi mà lại đeo mang những thứ mình không có? Nếu muốn thảnh thơi rỗng rang thì phải bỏ. Mất sự nghiệp bỏ, mất tiền của bỏ, mất danh vọng bỏ, mất người thân bỏ. Nếu bỏ được như vậy thì không còn gì để mất nữa. Tuy nhiên, phải hiểu chữ bỏ ở đây, bỏ trong tư tưởng chấp giữ, chứ không phải bỏ công ăn việc làm. Nếu bỏ công ăn việc làm là hiểu sai lầm. Chúng ta còn sống thì phải làm việc, làm để cộng sinh, để nương các phương tiện giả tạm mà tu hành. Làm mà tâm không kẹt, không chấp, không sợ thất bại thành công. Tùy phước tùy duyên, sống thiểu dục tri túc, tâm không mong cầu nhiều. Như vậy sẽ không có phiền não, được an vui. Hòa thượng Trúc Lâm nói: thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, khổ vui trong giấc mộng, lành dữ bóng chim bay. Tất cả các pháp đều là áng mây sợi khói giữa bầu trời cao rộng, không có giá trị gì hết. Lại nghĩa bình đẳng ở đây được y cứ trên các phương diện sau: A. Bình đẳng giữa xuất gia và tại gia. Trong Phật Pháp có hai hàng xuất gia và tại gia. Thông thường nhiều người hay có quan niệm chúng xuất gia là hàng trọng yếu của Phật Pháp. Kỳ thực, nếu y cứ trên yếu nghĩa bình đẳng của Đại Thừa mà nói, thì học Phật, thành Phật, cho đến Hoằng Dương chánh Pháp cứu độ chúng sanh, tại gia xuất gia đều bình đẳng. Như cư sĩ Di Ma Cật là Bồ Tát mang hình thức tại gia ngộ đạo và thuyết pháp, đã làm cho giới đệ tử xuất gia Phật thời bấy giờ phải kính phục. Phu nhân Thắng Mang trong kinh này là nữ cư sĩ tại gia mà có thể nói pháp môn hết sức thâm diệu, viên mãn rốt ráo. Đây là một trong những đặc điểm về tinh thần bình đẳng của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng không có nghĩa là ái dục tam độc còn vướng mắc chẳng dứt sạch mà có thể chứng quả. Đây là điều căn bản nên lưu tâm. Ở đây nhấn mạnh một điều: chúng ta tu là để giải thoát, mang hình thức xuất gia dễ tu hơn, cho nên ta chọn con đường xuất gia. Đó là phương tiện, còn mục đích chánh là sự giải thoát. Vì vậy, nếu tu mà không có phương pháp thực hành cụ thể để đi đến sự giải thoát thì cũng không có giá trị gì. Tu hành quý ở chỗ thành tựu được tâm nguyện của mình cho được viên mãn. Nếu là cư sĩ tại gia tu tập vẫn có thể thành tựu y như người xuất gia, với điều kiện
cuộc sống phải trang nghiêm thanh tịnh như người tu. Điều này rất khó thực hiện. Thời Đức Phật xuất hiện cư sĩ Duy Ma Cật, Trung Hoa có cư sĩ Bàn Uẩn, Cô Linh Chiếu, Việt Nam có Tuệ Trung Thượng Sĩ, vua Trần Thái Tông cũng đạt đạo. Rất nhiều vị tục gia cư sĩ thành tựu đạo nghiệp tốt đẹp. Phật tử ham tu và tu đúng vẫn có kết quả mỹ mãn. Người cư sĩ tại gia vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ hoằng pháp. Có thể người tại gia hoằng pháp dễ hơn người xuất gia, vì duyên của quý Phật tử rộng, dễ hội nhập quần chúng, sống trải và có kinh nghiệm thế pháp nhiều hơn người xuất gia. Vì vậy, cách thức giáo hóa của hàng tại gia cũng khác người xuất gia. Phật tử không nhất thiết lên pháp tòa, chỉ cần gần gũi, chia sẻ, tâm tình là có thể đem giáo pháp Phật Đà phổ cập khắp nơi. Người xuất gia thì tăng tục có phần, không thể trà trộn như thế mà phải thuyết pháp đúng thời, đúng nơi. Cư sĩ tại gia có thể thực hành Bồ Tát Đạo, như bức tranh số 10 trong thập mục ngu đồ. Tay cầm bầu rượu, tay xách cá chép đi vào quán chợ. Hình thức này là hiện thân của Đại Bồ Tát, hạng tầm thường không thể làm nổi. Cho nên quý Phật tử cũng nên cẩn thận, cần biết rõ sức mình để không phải chuốc tai ương. Phật tử nữ đọc bản kinh này sẽ rất thích thú, vì có chỗ nương tựa để nuôi dưỡng niềm tin tiến tu. Quý vị chịu nhiều nỗi khổ nên muốn buông hết. Sự nghiệp, gia đình, danh vọng đều là tuồng ảo hóa, chỉ đem đến phiền lụy chứ không có gì an vui. Sức mạnh của người nhận ra chân lý tỉnh rất nhanh. Tuy nhiên, Hòa Thượng Trúc Lâm cũng nhắc nhở sống đời tại gia, thành tựu Phật Đạo khó lắm, bởi vì còn chung đụng trong gia đình. Làm sao giải quyết được vấn đề ái dục và tam độc mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Đây là lý do vì sao Đức Phật và các bậc thánh tăng phải bỏ nhà, không nhà học đạo. Và ngày nay, hàng đệ tử xuất gia của Thế Tôn cũng như vậy. B. Bình đẳng giữa nam và nữ. Phật giáo vốn đã chủ trương bình đẳng giữa nam và nữ cách đây hơn 2.500 năm. Nếu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì tỳ kheo và tỳ kheo ni tu hành đều đồng chứng quả A-la-hán. Phật giáo Đại Thừa cho rằng tu công đức, trí tuệ, đoạn trừ phiền não, thực hành tự lợi lợi tha, nam nữ đều giống nhau. Điều này được thể hiện rõ qua các pháp hội kinh bảo tích như Hội Thắng Mang, Hội Diệu Huệ Đồng Nữ, Kinh Đại Tập Phẩm Bảo Nữ, Kinh Hoa Nghiêm, với thiện tài đồng tử tham vấn tỳ kheo ni Tần Hạp, đồng nữ Từ Hạnh, long nữ trong Kinh Pháp Hoa, vân vân. Đứng trên tinh thần bình đẳng của Phật Pháp mà nói, thì nam nữ bình đẳng, cùng đều gánh vác Phật sự. Tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề sau khi viên tịch, Đức Phật đem xá lợi của bà đối trước đại chúng nói rằng: nếu nói là đại trượng phu thì Maha Ba Xà Ba Đề là đại trượng phu. Những gì bậc đại trượng phu làm thì bà đều làm được. Điều này cho thấy bậc đại trượng phu không phải chỉ câu nệ ở hình thức, mà là y theo Phật Pháp mà thực hành, làm đến nơi đến chốn những gì Phật Pháp cần làm. Không luận là nam hay nữ, đều được danh xưng là đại trượng phu. Nội dung Kinh Thắng Mang này hàm chứa ý nghĩa rất thâm áo viên mãn về tinh thần nhất thừa đại giáo. Qua sự kiện phu nhân Thắng Mang thuyết pháp khai diễn chân nghĩa nam nữ bình đẳng. Cách 2.500 năm trước đây, khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời tầm đạo, khổ hạnh và cuối cùng thành đạo, chế độ giai cấp được xóa bỏ ở Ấn Độ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã sụp đổ hoàn toàn với sự chứng đạo của tỳ kheo ni. Tuy nhiên,
tại sao ni giới tuân thủ bát kinh pháp? Có hai lý do. Thứ nhất, số người nữ sinh xuất gia thời đó đa phần là công chúa, công nương, hoàng thân, quốc thích. Những bà hoàng này đòi tu thì tập khí quan quyền, hưởng thụ sai khiến sâu dày. Nữ nhân quý tộc hưởng thụ và được chiều chuộng lắm. Cho nên khi nhận vô tăng đoàn, nếu Phật không ra điều kiện thì các tỳ kheo ni sẽ sai khiến quý thầy đủ việc, không còn tu hành gì được. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, đây là vấn đề quan trọng. Nói tu là nhất trừ ái dục, căn bản từ trong ý niệm. Bây giờ tăng đoàn vẫn còn các thầy tỳ kheo chưa chứng thánh, lại phải gánh thêm bên ni cũng chưa chứng thánh. Đây chẳng những là mối lo mà có thể là mối đại họa. Bởi vì chủng nghiệp nặng nhất khiến cho chúng sanh trầm luân trong sanh tử không gì hơn ái dục. Đã thế mà hai giới sinh hoạt bên nhau rày đây mai đó trong các khu rừng, thật là rất phiền. Thời Phật chưa tăng sống du phương, tăng đoàn đi khất thực, lúc nào cũng thay đổi chỗ ở. Chư ni không thể nào sống cuộc đời như vậy. Sinh hoạt của người nữ nhiêu khê hơn nam giới nhiều, phần vì thể chất yếu đuối, không thích hợp với cuộc sống rày đây mai đó. Nếu ở riêng một chỗ vắng vẻ, không có người bảo vệ, chúng ta cũng không ở được. Phật làm sao đây? Ngài ngần ngại không cho chúng ta xuất gia là vì thế. Khi Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người nữ xuất gia có thể chứng đạo không? Phật trả lời: Chứng đạo. A Nan thưa: Vậy tại sao Thế Tôn không cho người nữ xuất gia? Phật từ bi không muốn nói ra những phiền hà trên. Cuối cùng, Ngài đành chấp nhận cho chúng ta xuất gia với điều kiện nữ giới phải tuân theo bát kinh pháp. Đây chính là bửu bối để giữ gìn cho mạng mạch Phật pháp cửu trụ nơi đời dài lâu. Nội dung bát kinh pháp là chư ni phải kính trọng chư tăng, xem như cha anh, không thể coi ngang bằng. Vì vậy, lúc nào tỳ kheo ni dù bao nhiêu tuổi đời tuổi đạo cũng xưng con với chư tăng, dù vị tăng ấy nhỏ tuổi đời tuổi đạo hơn mình. Đó là để ngăn ngừa tình cảm nam nữ phát sanh, phá tan đạo nghiệp của đôi bên. Nhưng vì để được giúp đỡ và bảo hộ, mọi việc chư ni đều nương nhờ đại tăng. Chư tăng có trách nhiệm hướng dẫn, bảo vệ và chăm lo đời sống tâm linh cũng như giáo giới cho chư ni. Vì vậy, hồi xưa Đức Phật cử các thầy tỳ kheo sang giáo giới bên ni. Chọn người qua ni cũng là một vấn đề nhức đầu cho Thế Tôn. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa bát kinh pháp nhằm giải quyết vấn đề điều hành tổ chức và giữ gìn phạm hạnh cho tăng đoàn. Như thế mới không sai lệch tính chất bình đẳng trong đạo Phật. Tỳ kheo ni nỗ lực tu tập vẫn có khả năng thành tựu thánh quả A-la-hán. Điều này đã được chư tỳ kheo ni chứng minh. Cho nên Đức Phật đã khen Maha-pa-sa-ba-đề là đại trượng phu. Những gì bậc đại trượng phu làm được, bà đều làm được. Khi biết Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Maha-pa-sa-ba-đề xin Đức Phật cho bà nhập Niết Bàn trước. Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận. Nữ tôn giả nhập chánh định, dùng lửa tam muội tự thiêu thân, làm cho chư tăng rúng động và 500 tỳ kheo ni đệ tử đều xin nhập diệt như vậy. Chuyện này rất khó làm, vậy mà Đức Phật gật đầu một cái thì 500 vị thánh nữ tịnh liền. Bây giờ còn sót hai cô Sa Di thị giả đi xa về trễ. Đến nơi thấy 500 vị tỳ kheo ni đã chuyên tịch, hai vị liền vào Niết Bàn theo. Đủ biết thần lực của người xưa như thế nào, chúng ta không thể xem thường nữ nhân. Ở đây, phu nhân Thắng Mang không chỉ thành tựu giác ngộ giải thoát, mà còn có thể tuyên dương chánh pháp, rộng độ chúng sanh, khai diễn được chân nghĩa nam nữ bình đẳng. C. Bình đẳng giữa già và trẻ. Trên phương diện hình thức truyền thống của tăng đoàn Thanh Văn,
thì tôn trọng những bậc thượng tọa lớn tuổi. Kỳ thực, trong Phật giáo, tôn trọng bậc thượng tọa với ý nghĩa thù thắng hơn, tức là bậc thượng tọa đã chứng nhân giải thoát. Với ý nghĩa thù thắng này, thì tỳ kheo trẻ tuổi hoặc sa di mà giải thoát sanh tử cũng được xưng là thắng nghĩa thượng tọa. Theo thông lệ xưa nay, các vị tỳ kheo nhỏ tuổi phải tôn kính, đảnh lễ các vị thượng tọa trưởng lão, bởi vì các ngài lớn tuổi hơn và lớn tuổi đạo hơn. Nhưng trong kinh này, nói thượng tọa trưởng lão không y cứ trên tuổi tác, mà y cứ trên trình độ tu chứng. Thắng nghĩa thượng tọa là những vị tỳ kheo hoặc sa di đã chứng chân giải thoát, không kể là nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Thông thường, khi nhìn thấy các thầy tỳ kheo trẻ tuổi, ai cũng cho là nhỏ. Nhưng chúng ta quên rằng, có khi các thầy đã tu từ nhiều đời trước, bây giờ tái sanh, tiếp tục con đường tu hành, như vậy không thể gọi là nhỏ. Những vị này công phu và công đức tu hành rất lớn, nếu ta khởi niệm xem thường thì tổn phước. Tốt nhất là chúng ta nên cung kính tất cả những vị tu hành chân chánh, không phân biệt tuổi tác, giới tướng gì cả. Trong nhà thiền có câu chuyện của Sa Di Cao. Ngài đến hồi Dược Sơn. Dược Sơn hỏi: Ta nghe ở Trường An rất náo loạn, người có biết chăng? Sư thưa: Nước con an ổn. Người do xem kinh được hay do thưa hỏi được? Chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, sao chẳng được? Chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. Dược Sơn chấp nhận. Sau này ngài đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng. Có lần một thiền sư nổi tiếng mời lên pháp tòa, Sa Di Cao thưa: Ngài là trưởng lão hòa thượng, con chỉ là một sa di, sao dám nói pháp cho trưởng lão hòa thượng? Thiền sư đáp bằng hai câu thơ: Sa di thuyết pháp sa môn thính, bất trọng niên cao trọng tánh linh. Giới nhà Phật, giới tướng bên ngoài không quan trọng bằng tâm thể bên trong. Một khi đã xong việc thì đầy đủ đức tướng trang nghiêm. Bây giờ nói năng hay làm việc đều không ra ngoài giới thể. Ý nghĩa thắng nghĩa thượng tọa là trọng tánh linh. Tánh linh thì ai cũng có, cho nên chúng ta trọng hết tất cả mọi người là chắc ăn nhất. Kể đến là trí tuệ thượng tọa, tức những bậc có trí tuệ thông bát, giới luật tinh nghiêm, thọ trì tam tạng, xiển dương chánh pháp. Đây là những vị chuyên nghiên cứu nội điển, uyên bác giáo nghĩa, nhưng đứng sau thắng nghĩa thượng tọa. Thiền sư Huyền Giác, trước khi thành thắng nghĩa thượng tọa, ngài là trí tuệ thượng tọa, bởi vì ngài rất giỏi về tam tạng kinh điển. Có những giảng sư, pháp sư do giỏi nghiên cứu Phật học mà được tôn trọng, tuy nhiên không bằng người chuyên tâm hành trì công phu. Chúng ta tu hành chưa tới đâu, không được thắng nghĩa mà cũng chẳng có chút trí tuệ nào, cho nên cần gia công tu học song hành. Chỗ này cần hiểu cho rõ. Nhiều vị viện cớ chuyên tu xin làm con cháu lục tổ, không cần đọc kinh nhiều, chỉ cần tu thôi, nhưng có biết tu kiểu gì? Bản thân không nắm được pháp tu, lại cố chấp không chịu học tập, trở lại xem thường các vị nghiên cứu nội điển, cho là mọt sách, là sở tri chướng. Thành thử không kẹt trong chữ nghĩa, mà kẹt trong chỗ không chữ nghĩa. Kẹt chỗ này thật còn tệ hơn, khó thay. Hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng tôi học và hướng dẫn dịch các bộ ngữ lục trong nhà thiền. Chúng tôi thưa: Bạch thầy, sao chúng con phải học nhiều như vậy? Hòa thượng dạy: Học để đối chiếu lại việc tu, như vậy mới không lạc vào đường tà. Hơn nữa tụi con tu đời này đã xong đâu, học đi, lỡ chết bất đắc kỳ tử còn có vốn liếng đem theo. Học tập không có lỗi
mà chấp vào sở học của mình, rồi sinh tâm ngã mạn mới có lỗi. Trong trường hợp chúng ta chưa xong việc thì rất cần nương theo giáo lý Phật dạy để tu hành. Nếu như đời này ta tu chưa xong, nhờ huân chủng tử Phật Pháp nên đời sau sinh ra liền hướng tâm về Phật Pháp. Cho nên có mấy cháu còn rất nhỏ đã thích đọc kinh và thuộc rất nhanh, vì nó có chủng tử từ đời trước. Chứ huynh đệ còn trẻ không nghiên cứu kinh điển thì nương vào đâu mà tu? Nhưng nếu lo nghiên cứu kinh điển mà quên tu thì không đối đầu được sanh tử. Hai phương diện này cần phải kiện toàn. Ý nghĩa trí tuệ thượng tọa trong đạo Phật tuy không bằng thắng nghĩa thượng tọa nhưng cũng rất được tôn quý. Thứ nữa là phước đức thượng tọa là những bậc có phước duyên thù thắng, được tín chúng kính ngưỡng, có thể nhân nơi các vị này mà Phật Pháp được tài lực, sửa chùa, đắp tượng, nuôi tăng vân vân, tất cả phục vụ cho Phật Pháp. Đó là những bậc lãnh đạo hy sinh vì đại chúng, lo lắng các phương tiện vật chất và đời sống hàng ngày để chúng ta yên tâm tu học. Ngày xưa gọi là hóa chủ, tức người lo no, lo đói cho đại chúng. Như vậy, những vị này có phước rất lớn nên gọi là phước đức thượng tọa. Cho nên các vị trụ trì, chức sự phước rất lớn vì hết lòng cho Tam Bảo. Các vị này cũng có đạo đức nên được tín chúng kính ngưỡng, cúng dường tài lực để xây chùa, đắp tượng, nuôi tăng chúng vân vân. Tuy chia như vậy, nhưng chúng ta đừng nghĩ thượng tọa thắng nghĩa khác với thượng tọa trí tuệ và thượng tọa phước đức. Các ngài thường là một vị kim luôn cả ba. Thân thì tu tinh chuyên, tâm trụ trong thiền định, vì lợi ích chúng sanh, nghiên cứu kinh điển, xiển dương chánh pháp, mở thiền viện tiếp tăng độ chúng. Như Hòa Thượng Trúc Lâm là một tấm gương sáng điển hình. Phân tích như vậy để chúng ta biết bổn phận và việc làm của một sứ giả Như Lai. Tất cả đều tập trung vào mục đích cao nhất là thành tựu giác ngộ, giải thoát cho mình và mọi người. Quý thầy cô có duyên có phước được Phật tử thương mến, cúng dường xây chùa, đắp tượng, nuôi tăng chúng thì quá tốt, nhưng không phát huy hai mặt kia thì uổng đi. Nhiều vị không thích coi kinh sách, chỉ thích làm công quả. Có người không thích làm gì hết, chỉ thích coi kinh sách. Cả hai đều khuyết. Chúng ta học để hiểu và biết cách điều chỉnh lại mình cho hoàn thiện mới có thể viên thành Phật đạo. Ba bậc thượng tọa trên đây, thắng nghĩa thượng tọa là những vị chuyên tu thiền định, trí tuệ thượng tọa là những vị thọ trì tam tạng, phước đức thượng tọa là những vị cần mẫn lao nhọc hết mình phục vụ tăng sự. Thật ra quý ngài được thắng nghĩa rồi, lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, tùy duyên mà thọ trì tam tạng hay cần lao phục dịch đại chúng. Thọ trì ở đây không chỉ đọc tụng mà là gìn giữ hành trì. Cần lao phục dịch đại chúng cũng phải có công phu thâm hậu mới đảm đương nổi. Những việc này đều khó làm, không phải nói suông mà được, cần sự nỗ lực. Đó là ba hạng thượng tọa chúng ta cần phải biết. Phu nhân Thắng Mang là ái nữ của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Tuy tuổi còn trẻ mà thông bát giáo pháp đại thừa, phát tâm hoằng dương đại pháp cho giới thanh niên tu học Phật Pháp. Điều này hiển bày rõ ý nghĩa trong Phật Pháp Đại Thừa. Và trẻ gái trai đều bình đẳng, quyết không có lựa chọn phân biệt khinh trọng. Đó là ý nghĩa bình đẳng giữa già và trẻ. D. Bình đẳng trong giai cấp. Đức Phật ra đời đã xóa tan bốn giai cấp ở Ấn Độ là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, đưa tất cả mọi người trở về đúng vị trí của mình bằng câu nói: tất cả chúng sanh đều sẽ được thành Phật.
và không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Điều này khẳng định rõ khả năng thành Phật của tất cả mọi người bình đẳng như nhau, bất luận thuộc đẳng cấp nào hay vị loại nào trong lục đạo. Đức Phật ra đời đã xóa tan 4 giai cấp trong xã hội Ấn Độ bấy giờ. Đó là cuộc cách mạng lớn của xứ sở này. Sự đối xử khu biệt của họ thật bất công. Một người Thủ Đà La ra đường phải có lối đi riêng. Trên đường lỡ gặp người giai cấp cao hơn thì phải khom lưng cúi đầu, nép sát bên lề, tuyệt đối không được ngẩng lên nhìn người cao quý hơn mình. Chúng ta không trách chuyện Ma Đăng già cảm mến Tôn giả A Nan. Cô thuộc dòng Thủ Đà La, Tôn giả A Nan là giai cấp sát đế lợi. Khi đã là sa môn ôm bát khất thực, con đường nào ngài cũng đi. Hôm đó trên đường khất thực, bất chợt gặp Ma Đăng già đang gánh nước. Tôn giả khát quá nên chìa bát ra xin. Cô biết mình thuộc giai cấp thấp nên không dám ngẩng mặt nhìn A Nan và cũng không dám cho nước. Biết Ma Đăng già sợ nên ngài nói: "Cô đừng sợ, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Hãy hoan hỷ cho tôi xin một ít nước." Câu này không ngờ đã làm cho Ma Đăng già chấn động và đem lòng thương mến Tôn giả. Thật ra, đứng ở góc độ tâm lý mà nhìn, cô chấn động là phải. Vì xưa nay chưa có người trong giai cấp cao hơn quý trọng mình. Ma Đăng già luôn luôn bị người các giai cấp khác bạc đãi. Lần đầu tiên có một sa môn giai cấp cao đối xử với mình tốt như vậy, không chấn động sao được. Đức Phật ra đời khẳng định tính bình đẳng không chỉ giữa người với người, mà còn bình đẳng trong dị loại. Chúng sanh từ cõi trời cho đến địa ngục đều có tánh giác, đều có khả năng thành Phật. Trả hết nghiệp, ra khỏi địa ngục, họ vẫn tu được như thường. Giáo pháp này do Phật dùng trí tuệ thấy rõ mà nói, chứ không phải lý luận do nghĩ tưởng. Các đạo khác có thể xóa bỏ ranh giới giữa đồng loại, chứ không thể nào xóa bỏ ranh giới trong dị loại, trừ Đức Phật. Hồi tôi còn đi học, đã thấy sự phân biệt rõ ràng trong xã hội, mặc dù nước mình không có 4 giai cấp như Ấn Độ. Các bạn học giỏi chơi với bạn học giỏi, chứ không chơi với bạn học dở. Con nhà giàu chơi với con nhà giàu, chứ không chơi với con nhà nghèo. Đó là nguyên nhân con người bất mãn cuộc đời, sanh ra đấu tranh bức bách. Người nghèo cũng có khả năng học giỏi, nhưng luôn bị coi thường. Con nhà nghèo học giỏi nói ra điều gì cũng bị chế giễu. Con nhà giàu học dở nói ra điều gì cũng được tôn trọng. Cuộc đời nhiều éo le bất bình đẳng, khiến người ta luôn sống trong bức xúc khổ đau. Đức Phật ra đời phá tan sự bất công vô lý này trên cõi Ấn Độ được một thời gian, cứu khổ không biết bao nhiêu sinh linh. Ngài độ tất cả những người trong các giai cấp của xã hội, từ thượng lưu vua chúa cho đến kẻ cùng đinh gánh phân bẩn thỉu. Vào đạo tràng của ngài rồi, vị nào là A-la-hán thì ngồi trên, dù vua chúa mà chưa chứng thánh vẫn phải ngồi ở dưới. Tôn giả Ương Quật Ma La sau khi được Phật độ chẳng bao lâu chứng thánh quả A-la-hán. Lúc đó vua Ba Tư Nặc đang truy nã tội nhân giết người không gớm tay này. Trên đường ông ghé thăm Phật, Thế Tôn hỏi: "Sao hôm nay thần sắc đại vương không tốt?" Vua thưa: "Con rất lo lắng. Hiện nay tên đồ tể Ương Quật Ma La đang hoành hành, hắn giết người vô số, dân chúng trong thành kinh hoàng, không ai dám ra đường. Con tìm bắt hắn để trị tội." Thế Tôn nói: "Nếu như Ương Quật Ma La trở thành một tỳ kheo thì sao?" Vua thưa: "Nếu như Ương Quật Ma La trở thành tỳ kheo thì con xin tứ sự cúng dường." Thế Tôn bảo: "Lúc đại vương đi ngang qua đây có thấy một tôn giả ngồi ngay vách núi không?" Vua nói: "Dạ, con có thấy." Thế Tôn nói: "Đó chính là Thánh Tăng Ương Quật Ma La."
Vua nghe xong vừa mừng vừa sợ, không biết Ương Quật Ma La có bay lại giết mình không. Đại Dương hiện thần sắc kinh hoàng. Phật biết mới bảo: Ương Quật Ma La, ông hãy lấy sức thần từ vách núi bay qua đây để vua Ba Tư Nặc an tâm. Dâng lời Thế Tôn, Ương Quật Ma La dùng thần thông từ vách núi bay đến bên chân Phật, đảnh lễ ngồi xuống một bên. Vua Ba Tư Nặc bỗng nhiên sụp xuống đảnh lễ, người mà trước đó không lâu nhà vua ra định truy nã xử trảm. Đức Phật thành tựu thánh quả cho các thầy tỳ kheo không có chút phân biệt nào. Thế Tôn thu nạp và độ hết, kể cả tướng cướp khét tiếng Ương Quật Ma La. 2. Ý nghĩa cứu cánh. Trong Phật Pháp nói, cứu cánh bình đẳng nghĩa là thành Phật. Quả vị này là mục đích rốt ráo mà mọi người đạt đến. Kinh này phát huy lý nghĩa của Phật thừa cứu cánh viên mãn. Trong Phật Pháp có thanh văn, duyên giác, nhưng đây chỉ là phương tiện, chứ chưa phải cứu cánh chân thật. Cứu cánh viên mãn chỉ có Như Lai. Tất cả chúng sanh đều được thành Phật, tức chỉ có duy nhất quả vị Phật mà thôi. Chỗ rốt ráo Phật dạy chúng ta là thành tựu quả vị Phật. Nhưng nói thẳng ra như thế, chúng sanh lại không tin mình làm nổi, vì quả vô thượng Bồ Đề quá cao thâm vi diệu. Cho nên Thế Tôn phải dùng phương tiện nói có các quả vị nhỏ hơn như thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chúng sanh có thể tu được. Như vậy mình mới chịu tu. Thật ra hồi trước tôi cũng nghĩ mình phước mỏng nghiệp dày, không dám tin vào khả năng tu tập thành Phật, chỉ mong tu hành cho bớt khổ vậy thôi. Nếu không nhờ Hòa Thượng ân sư khai thị, hướng dẫn và gây dựng niềm tin, thì giờ này chúng tôi vẫn còn ôm ấp ý chí hạ liệt, không dám mơ làm Bồ Tát, nói chi đến làm Phật. Bước đầu học Phật, chúng ta đâu thể đi thẳng vào trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, mà được các bậc thầy hướng dẫn từ tam quy ngũ giới, thập thiện, tiến lên các pháp thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Càng học, ta càng thấy gần gũi thích thú và quen dần con đường Phật Đạo. Như tu pháp thập thiện được sanh lên trời, Phật dẫn chúng ta lên đó, rồi bảo không nên dừng lại ở đây, vì hết phước sẽ bị đọa, hãy đi tiếp. Tu lên tứ quả thanh văn, hướng Bồ Tát Đạo mới viên thành Phật Đạo. Mỗi chặng đường có những lợi ích thiết thực riêng, nhưng cuối cùng Phật bảo phải bỏ hết các địa vị ấy để thể nhập Phật Đạo, là chỗ cứu cánh viên mãn nhất. Thế Tôn vẫn đi lòng vòng như vậy mà vui. Ta thích hơn là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghe nói chỗ đó không sanh không diệt, không hình không tướng, hay nghe hay thấy hay biết gì đó quá bình thường, có gì vui đâu. Lên trời thì sao tiên nữ cũng đẹp hơn người nữ, vui trước tu sau vẫn có lời. Sở dĩ người ta kính trọng đạo là nghĩ thầy cô tu có cái gì đặc biệt hơn hẳn người đời. Vậy mà nghe nói chỗ rốt ráo chân thật chính là đói ăn mệt ngủ, người ta vội liền, việc này quá trần tục. Quả là thế gian không hiểu được đói ăn mệt ngủ của người giác ngộ, họ đồng hóa với cái đói ăn mệt ngủ của người đời. Chỉ người trong đạo mới hiểu, phải bỏ ra cả đời công phu hết sức cần mẫn mới có thể đói ăn mệt ngủ như thiền sư. Thành thử chỗ giản dị nhất lại là chỗ cao tột nhất, nên Phật phải phương tiện dẫn đi đường vòng. Đi một vòng cuối cùng trở về chỗ ban đầu, vậy mà mình chịu, còn nói thẳng chúng sanh xem thường không chịu tu. Khi nhìn một cành hoa, chúng ta bảo là thấy cành hoa. Tại sao thấy? Tại suy tư phân biệt mà thấy, hay tại tự thấy vậy thôi? Thấy là đủ rồi. Nếu phân tích cành hoa là vật bị thấy, mình là cái hay thấy, là vừa dư là vừa thiếu. Dư là vì phân tích lung tung như vậy không dính dáng chi,
thiếu là nói không tới chỗ đó. Cho nên sau khi thành đạo, Đức Phật không muốn nói gì. Nói sao bây giờ? Từ thập thiện lên tứ thiện, tứ không, tứ đế, rồi thập nhị nhân duyên, bát nhã, không có pháp nào dính dáng. Nhưng vì trời người thỉnh cầu quá, muốn nghe quá, nên Phật chế ra thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền thừa, đến tối thượng thừa là Như Lai. Tất cả cũng chỉ để làm cho chúng ta nhận ra được cái rốt ráo không thể nói kia. Người có phước ra đời gặp minh sư khai sáng, chủng duyên sâu, khả năng tu tập tốt sẽ đốt nhiều giai đoạn. Trước tiên là bớt đi thời gian huân tập thế trí, tu thẳng vào chỗ chân thật. Ngộ nhập được rồi, quay trở lại lợi ích chúng sanh. Lúc đó, đọc bao nhiêu kinh cũng không sao. Nếu chưa liễu đạt, không khéo sẽ kẹt dính vào văn tự ngôn ngữ, khó có thể nhận ra chỗ chân thật. Cho nên, phải hiểu rốt ráo là thành Phật. Chỗ này không khó, nhưng vì ta sợ quá thành khó. Như Sa Di Cao nói, không phải không có, tại vì không dám nhận. Hòa Thượng Trúc Lâm dạy dỗ tăng ni ứng dụng tu tập từng bước. Trong lúc ứng dụng, chúng tôi cũng có những sai lầm trăn trở. Khi nhận ra được thì sửa đổi. Nhờ thế, dần dần có niềm vui và đời tu cũng được chuyển hóa tốt hơn. Phút giây nào đó, ta tin được chính mình rồi, thì con đường tu vững chắc. Vững chắc không phải là xong, mà là bất thối chuyển. Được như vậy cũng đáng mừng lắm rồi. Nếu không, khó mà gìn giữ được tâm Bồ Đề. Bữa nay vui muốn tu, ngày mai buồn muốn xách gói đi. Đó là thối chuyển, vì tâm Bồ Đề yếu đuối, dễ bị ngoại duyên tác động. Trong công phu phải thấy vui mới ham tu. Ngược lại cứ bình bình trầm trầm, không lùi cũng không tiến, dễ nản lắm. Cho nên luôn tự nhắc bình tĩnh. Nếu lỡ bất giác chạy theo cảnh, tâm khởi buồn, vui, hỷ, nộ, ái ố, thì nhanh nhẹn buông bỏ, quay lại tâm tỉnh giác. Như vậy mới thấy năng lực của trí tuệ và kết quả của việc vận dụng trí tuệ. Từ đó niềm tin phát sinh. Niềm tin từ công phu mà có rất bền vững, không ai lấy mất đi được. Và đây chính là nhân tố quan trọng để có được tâm bất thối chuyển. Ở đây có thể lược cứ vào ba điểm: công đức Như Lai, cảnh trí Như Lai, nhân y Như Lai để thuyết giải. À, công đức Như Lai. Phật quả là công đức rốt ráo viên mãn. Bởi vì về phần đoạn trừ phiền não thì Phật đoạn hết năm trụ phiền não, vĩnh viễn xa lìa hai thứ khổ, phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Được đệ nhất nghĩa trí, công đức trí tuệ trùm khắp như hàng xa. Còn nhị thừa chỉ đoạn trừ bốn trụ phiền não, phần đoạn sanh tử và chỉ đạt được sơ thánh đế. Vì sao Như Lai mới gọi là đầy đủ công đức? Vì Như Lai đoạn trừ hết năm trụ phiền não. Năm trụ phiền não còn gọi là năm trụ địa: kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, vô minh trụ địa. Năm thứ phiền não này là chỗ nương tựa, chỗ cư trú của hết thảy phiền não, và lại hay sanh ra các phiền não khác, cho nên gọi là trụ địa. 1. Kiến nhất xứ trụ địa là phiền não cho tất cả kiến giải sai lầm. Chúng ta có thập kiết sử, trong đó 5 món thuộc về lợi sử, 5 món thuộc về độn sử. Trừ được ngũ lợi sử thì vào giai vị kiến đạo, tức là đoạn được kiến nhất xứ trụ địa. Lợi là sắc bén, sử là sai khiến. Ngũ lợi sử chỉ cho ta 5 thứ phiền não do mê lý mà khởi, khiến chúng sanh tạo các nghiệp ác. Đó là thân kiến, do không biết thân ta do sự hòa hợp của 5 uẩn mà có một cách giả tạm, nên chấp trước thân thật có.
biên kiến. Biên là nghiêng một bên, chấp trước hai kiến giải cực đoan, cho rằng sau khi ta chết là hết, hoặc sau khi chết, linh hồn còn mãi không mất. Tà kiến phủ nhận lý nhân quả, cho rằng chẳng có tội phước thiện ác gì hết. Đây là loại tà kiến nguy hiểm nhất trong các tà kiến. Kiến thủ kiến, cố chấp cái thấy biết hẹp hòi kém cỏi của mình, không chịu mở rộng tầm nhìn để học hỏi những điều cao xa ưu việt. Giới cấm thủ kiến, chấp chặt những giới cấm trái đạo phi pháp, cho đó là nhân sinh trên cõi trời hoặc con đường đưa đến niết bàn. Vượt qua được năm thứ này thì dứt được kiến nhất xứ trụ địa. Đây là phá những cái sai lầm ngộ lý, nhưng về sự thì vẫn còn phiền não tham sân si. Chúng ta thật sự là con của Phật, có dòng máu Phật, nhưng còn phiêu linh lãng tử nên chưa nhận ra tánh Phật của mình. Con nhà trưởng giả mà bỏ đi bụi đời thì cũng là dân bụi đời. Bây giờ phải quay lại từ giả con đường cùng tử lang thang. 2. Dục ái trụ địa là phiền não do mê lầm của cõi dục, nhất là tham ái. Ở cõi dục, ngoại trừ kiến và vô minh, tất cả phiền não còn lại đều do đắm trước ngũ dục mà ra. Ngũ dục tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc hay tài, sắc, danh, thực, thùy. Người xuất gia tu hành là thệ nguyện dứt trừ năm thứ này. Hiện tại chúng ta chưa dứt hết được thì cũng tập bớt từng thứ một. Phật dạy tỳ kheo cạo bỏ râu tóc là giảm phần sắc, không nghe ca nhạc hát sướng là bớt phần thanh, không tẩm các thứ hương thơm là giảm phần hương, không ăn cao lương mỹ vị là bớt phần vị, không dùng những thứ tơ lụa mịn màng là giảm phần xúc. Người tu lui về rừng núi vắng vẻ yên tịnh là vì muốn xa lìa ngũ dục, gạn lọc thân tâm. Cho nên cuộc sống các thiền sư rất đạm bạc, nhưng tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt, đó là nhờ dứt được dục ái trụ địa. 3. Sắc ái trụ địa là phiền não do các mê lầm của cõi sắc. Ở cõi sắc, ngoại trừ kiến và vô minh, những phiền não khác đều do tham đắm sắc thân mà ra. 4. Hữu ái trụ địa là phiền não do các mê lầm của cõi vô sắc. Cõi này, chúng sanh chẳng có sắc thân nhưng vẫn còn tâm thức, vẫn còn chấp ngã. Do còn ngã nên còn ái, vì vậy gọi là hữu ái trụ địa. 5. Vô minh trụ địa là tất cả vô minh trong ba cõi, là cội gốc của tất cả phiền não. Đức Phật trừ hết năm loại trụ địa này nên công đức viên mãn, đoạn được hai thứ khổ là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, được đệ nhất nghĩa trí, công đức trùm khắp như hằng sa. Phần đoạn sanh tử là sanh tử của phàm phu. Việc sanh tử phân đoạn từ phần này sang phần khác, từ đời này sang đời khác, nói rõ hơn, đó là sự luân chuyển theo nghiệp báo trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dù chúng sanh trong ba cõi có thọ mạng dài ngắn, thân thể có lớn nhỏ khác nhau, tất cả đều chẳng thoát khỏi sự luân chuyển sanh tử do sự cuốn hút của nghiệp báo dẫn dắt. Biến dịch sanh tử là sanh tử của bậc thánh đã thoát khỏi luân hồi. Việc sanh tử chỉ diễn ra do sự biến dịch của tâm thức, ví dụ từ Bồ Tát Sơ Địa lên Bồ Tát Nhị Địa. Như Lai đã chấm dứt được hết các thứ sanh tử này, cho nên công đức, trí tuệ không thể nghĩ lường. Hàng Nhị Thừa chỉ đoạn được bốn trụ phiền não trước, chưa đoạn được vô minh trụ địa và vẫn còn biến dịch sanh tử. B. Cảnh trí Như Lai. Cảnh trí của chư Phật chứng ngộ chân thật, bình đẳng, cứu cánh viên mãn. Trí là sở ngộ thật tướng, cảnh là sở phát thật tuệ. Cả hai
đều là cứu cánh viên mãn. Vì vậy, chư Phật thống nhiếp vô lượng vô biên cảnh trí siêu việt nhị thừa, rốt ráo viên mãn. Cảnh trí của chư Phật chứng ngộ thì chân thật, bình đẳng và viên mãn. Đó là nói Như Lai đã chứng được Phật quả. Chúng ta đang ở địa vị phàm phu, có Phật nhân nhưng chưa vào Phật quả nên không biết cảnh trí của Phật. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ cho mình biết tánh giác hiển lộ nơi sáu căn, từ đó mà vào. Tánh giác bình đẳng không sai khác đối với tất cả mọi người. Điều này được các thiền sư dẫn chứng qua tánh thấy, tánh nghe hằng hiện hữu nơi mỗi chúng ta. Người lớn tuổi tuy mắt mờ, nhưng tánh thấy không mờ. Thấy vẫn cứ thấy, hoặc thấy sáng, hoặc thấy không sáng. Tánh thấy luôn như vậy. Hạn chế của chúng ta là khi già đi thì khó nhận ra tánh biết thông qua sáu căn. Cho nên ta tranh thủ tu sao cho kịp nhận ra tánh biết trước khi các căn tan hoại. Nếu đời này tu không kịp thì tiếp tục đời sau tu nữa, vì chủng tử vẫn còn đó. Tuy tánh giác trùng khắp, không lệ thuộc các căn, nhưng ta chưa nhận ra nó thì vẫn bị ảnh hưởng bởi giới hạn của các căn. Nói thế để những vị lớn tuổi đừng nghi, sao cái thấy cái nghe dường như mờ đi vì tuổi già. Mờ là tại căn mờ, chứ tánh biết không mờ. Nếu chúng ta nhận ra tánh biết trước khi căn hoại thì sẽ thấy các căn không ảnh hưởng gì đến chân tánh cả. Chúng ta rất bình đẳng trên tánh giác. Kẻ cùng hung cực ác cũng biết, người hiền lành thánh thiện cũng biết. Cái biết trực giác ấy giống nhau. Chỉ có điều người mê chạy theo cảnh, theo vọng tưởng nên không nhận ra tánh giác. Còn người tỉnh không chạy theo cảnh và vọng tưởng mà quay lại chính mình nên cơ hội nhận ra tánh giác rất lớn. Đức Phật đã giác ngộ viên mãn, nhìn cái gì cũng thấu được thật tướng của nó, không bị lầm lẫn, nên nói trí là sở ngộ thật tướng, cảnh là sở phát thật tuệ. Đức Phật tâm đã hoàn toàn thanh tịnh nên cảnh cũng thanh tịnh. Tâm cảnh nhất như, trí dụng viên dung. Thế Tôn ở cõi Ta Bà thì cõi này cũng thanh tịnh, không cần qua cõi khác mới thanh tịnh. Tâm chúng ta còn nhiễm ô, dù ở cõi Phật, cõi ấy cũng không thanh tịnh. Cốt yếu đều phục được tâm thì tâm cảnh nhất như. Tuy nhiên muốn dễ tu, trước tiên nên tìm chỗ vắng vẻ yên tĩnh, tránh phố thị ồn ào, vì tâm chúng ta còn yếu, rất dễ bị dao động. Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một sự thật. Sự thật ấy nằm trong tất cả mọi người. Chúng ta để cho ngoại cảnh lấn chiếm hết sự trong sáng của tâm. Đây là nguyên nhân làm cho tâm ta tối đi. Việc tu gần gũi lắm, không xa xôi cách trở chi, nhưng mình vẫn thấy khó, là vì ta không dứt khoát buông xả vọng tưởng, không dứt khoát với đau khổ. Khổ chứ có sướng ích gì mà không bỏ được. Nhưng tâm trạng buồn phiền giận hờn là khổ, tại sao không dứt khoát bỏ đi, ôm phiền não đó làm gì? Chúng ta thử hỏi lại như vậy để tỉnh, để có sức mạnh buông bỏ. Phiền não không thật có, từ đâu ta đeo mang? Khéo tu thì đời sống vui tươi, tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng. Dụng tu thì đời sống u ám, tinh thần nặng nề. Cuộc đời giản dị lắm, không có gì rắc rối. Bỏ hết đi, đừng có lãng nhãng trong tâm. Học theo trí của Phật, nhìn tới đâu thấy được thật tướng tới đó. Bát Nhã nói thật tướng tức vô tướng, muôn pháp là giả tướng, cuối cùng cũng trở về thật tướng. Tướng không mênh mông rộng lớn, không kẹt bất cứ thứ gì, không thương, không ghét, không dỗi, không hờn. Nhìn được như vậy là trí tuệ hiện tiền. Vì vậy, chư Phật thống nhiếp vô lượng vô biên cảnh trí, làm vô lượng vô biên Phật sự mà không kẹt ở đâu hết. C.
nhân y Như Lai. Cứu cánh chân Như thì thường hằng bất biến, nên trí tuệ và công đức vô biên cũng chẳng lìa chân thật. Đó chính là năng lực, công đức thù thắng mà tất cả chúng sanh xưa nay vốn sẵn có. Kinh này nói là Như Lai tạng, là Phật tánh. Mọi người đều có Như Lai tạng, nên mọi người đều có thể thành Phật. Từ cảnh trí cứu cánh của Như Lai truy tìm căn nguyên, tức Như Lai tạng là chỗ sở y của Như Lai, như sông dài rộng lớn. Nếu một mạch theo dòng tìm nguồn thì sẽ phát hiện được chỗ phát nguyên của sông. Tất cả chúng sanh đều có Như Lai tạng, chỉ cần xứng tánh thì trí năng công đức của Như Lai tạng sẽ dẫn phát khai triển đạt quả Như Lai. Đi từ cảnh trí Như Lai ở trên qua nhân y Như Lai, cứu cánh chân Như thì thường hằng bất biến, nên trí tuệ và công đức vô biên cũng chẳng lìa chân thật. Như vậy, gốc của chúng ta đã có công đức và trí tuệ, nhưng còn nằm đó chưa dùng. Đây chính là năng lực công đức thù thắng mà tất cả chúng sanh xưa nay vốn sẵn có. Kinh này nói là Như Lai tạng, là Phật tánh. Kho tàng của chúng ta nguyên nó là kho báu vô giá, nhưng ta gom các đá bỏ vô, thiện ác tạp lẫn thành ra nhiễm ô. Muốn trở lại kho Như Lai thuần tịnh thì phải gạn lọc đào thải các chủng tử thiện ác. Cho nên Như Lai tạng là chỗ nhân y của mình. Chúng ta dù ba chìm bảy nổi chín lên đên, cuối cùng chỗ trở về vẫn là Như Lai tạng của mình. Con người sinh ra hai bàn tay trắng, lớn lên bắt đầu tạo dựng nào là gia đình, công danh, sự nghiệp. Đến cuối cùng ra đi cũng hai bàn tay trắng, chẳng đem theo được gì ngoài cái nghiệp. Bởi vì nghiệp nằm trong Như Lai tạng. Nếu bình nhật huân chủng tử lành thì đời sau sanh ra được thân tướng tốt đẹp, sớm gặp Phật pháp, phát tâm tu hành. Nếu huân chủng tử xấu thì đời sau sanh ra làm người xấu, tạo nghiệp khổ mình, khổ người. Mọi người đều có Như Lai tạng, nên mọi người đều có thể thành Phật. Từ cảnh trí cứu cánh của Như Lai truy tìm căn nguyên, từ trí tuệ bát nhã mà truy tìm căn nguyên. Biết Như Lai tạng là chỗ sở y của Như Lai, là chỗ nương cho tất cả mọi thứ, trong đó có chủng tử Phật. Như sông dài rộng lớn, nếu một mạch theo dòng tìm nguồn thì sẽ phát hiện được chỗ phát nguyên của sông. Dòng sông đang chảy không phải là nguồn, nhưng muốn tìm về nguồn thì ngay dòng sông đang chảy ấy phăng lần về nguồn. Cũng thế, Đức Phật ngay nơi thân tâm như huyễn, phăng ngược trở lại để tìm ra cái chân thật. Căn tiếp xúc với trần nhận ra tánh Như Lai. Căn là thân này, trần là cảnh bên ngoài. Ngay khi căn trần tiếp xúc, tánh giác hiện bày. Chúng ta nhận ra chỗ ấy, đừng chạy theo thức thần phân biệt hay huyễn cảnh bên ngoài. Đây gọi là theo dòng phăng về nguồn. Thông thường chúng ta hay bị trần cảnh kéo lôi hoặc chạy theo tình thức phân biệt bên trong, cho nên không nhận ra tánh biết. Đây là theo dòng trôi dạt, không phải phăng ngược về nguồn. Muốn trở về phải đi ngược, dừng bớt cái tật nhanh nhẩu đoảng của mình. Chúng ta có lỗi thái quá, tức hay bị huốt, trớt qua, không ở được vị trí đúng như thật. Tất cả chúng sanh đều có Như Lai tạng. Chỉ cần xứng tánh thì trí năng công đức của Như Lai tạng sẽ dẫn phát khai triển đạt quả Như Lai. Tất cả chúng ta đều có nguồn tâm phát ra nơi thân là tánh biết. Nhất tinh minh sanh lục hòa hợp, nghĩa là từ một tánh biết phát ra sáu căn, gọi là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm. Cần xứng tánh là xứng với tánh thật, thì trí năng công đức Như Lai sẽ phát sinh. Một khi sống được với tánh thật rồi thì trí tuệ phát sinh, dẫn đạo cho tất cả việc làm, nhiệt não biến thành thanh lương, vô lượng công đức phát sinh từ đây. 3.
nghĩa nhiếp thọ. Thọ là lãnh thọ, nhiếp là nhiếp thủ hay nhiếp thuộc. Nhiếp thọ chánh pháp nghĩa là lãnh thọ Phật pháp. Đạt đến Phật pháp thì mình và Phật pháp hợp nhất là một. Nếu không thể nhiếp thọ vào đời sống của mình, không thể hiện mình với Phật pháp là một, thì dù nói bình đẳng, cứu cánh, những danh từ hoa mỹ cao thượng, điều đó đối với chính bản thân chúng ta nào có lợi ích gì? Chúng sanh vốn có nguồn gốc công đức trí tuệ, nhưng nếu không biết khai triển thì nào có lợi ích gì? Nguyên nhân là vì không biết nhiếp thọ Phật pháp, không biết khiến cho Phật pháp hợp nhất với mình, tức chưa thật sự thực hành thể nghiệm Phật pháp. Không có chuyện chư Phật Bồ Tát ngẫu nhiên ra đời, mà các ngài đều dõng mãnh tinh tấn tu hành không ngừng mới thành tựu công đức trí tuệ viên mãn. Dù ta có duyên với Phật pháp, có học Phật pháp, nhưng tu không miên mật thì không sao đối đầu nổi với sanh tử. Nghĩa nhiếp thọ rất quan trọng. Đạt đến Phật pháp thì mình và Phật pháp hợp nhất là một. Bài kinh Bát Nhã chúng ta đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng pháp là pháp, mình là mình, không hợp nhất là một được. Cho nên Hòa thượng Trúc Lâm nói: một bài tâm kinh học hoài không thuộc, con đường độc hành đi mãi không cùng. Nếu không thể nhiếp thọ vào đời sống của mình, không thể hiện mình với Phật pháp là một, thì dù nói bình đẳng, cứu cánh, những danh từ hoa mỹ cao thượng, điều đó đối với chính bản thân chúng ta nào có lợi ích gì? Học Phật thì chúng ta không thiếu, chỉ thiếu nhiếp thọ. Muốn thân chứng Phật pháp một cách rốt ráo thì phải hiểu được nghĩa nhiếp thọ, phải thực hành nhiếp thọ. Tuy chúng ta có Phật nhân, nhưng nếu không khai triển thành Phật quả thì cũng không có lợi ích gì, cũng vẫn chịu khổ trầm luân sanh tử mãi. Không có Đức Phật nào ngẫu nhiên ra đời, phải tinh tấn dõng mãnh không ngừng nghỉ mới được. Nói chúng sanh có gốc Phật để chúng ta tăng trưởng niềm tin và sức mạnh tu hành, ngõ hầu thành tựu Phật quả. Nếu không tu thì ông Phật không phóng quang, mặc tình cho ta đi trong đêm tối. Cho nên trọng yếu ở chỗ quyết chí, hùng lực phát triển nguồn gốc công đức tuệ, khiến cho Phật pháp khiến từ thâm tâm mình lưu xuất. Đây chính là chân Như Lai tạng bình đẳng rốt ráo của tất cả chúng sanh. Chính mỗi chúng sanh hoàn thành cứu cánh Như Lai công đức đó, chứ không phải ai khác. Trong ba nghĩa, nghĩa nhiếp thọ mang tính quyết định. Giai đoạn này chúng ta chưa nói tới nghĩa bình đẳng, nghĩa cứu cánh, mà tập trung lo nhiếp thọ. Nhiếp thọ rồi thì muốn hay không muốn cũng tới bình đẳng cứu cánh. Mỗi người tự thành tựu Như Lai tạng của mình bằng chính sức lực tự thân, không ai thay thế được. Cho nên chúng ta không thể chần chừ, phải thực hành ngay. Việc tu hành rất tế nhị, quyết định, hùng lực, nhưng phải khéo. Nếu không khéo thì làm cho việc tu trở thành căng thẳng, càng khó thành tựu. Giọng mạnh là giọng mạnh các vọng tưởng, đừng chạy theo các duyên. Hùng lực là mạnh dạn nhắc nhở mình buông bỏ phiền não, giữ tâm thanh thản nhẹ nhàng, không phải ôm bồ đoàn tọa cụ đi rần rần lên thiên đường, gọi là tinh tấn. Chúng ta thể hiện sự tinh tấn bền bỉ trong lòng, làm sao khi phiền não, vọng tưởng khởi lên liền bỏ, đừng nuôi nấng dùng dằn trong lòng, đó mới là khéo nhiếp thọ. B. Giải thích tên kinh. Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh. Phương Quảng là chỉ các kinh Đại Thừa. Kinh này nằm trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, còn có danh xưng là Thắng Mang Sư Tử Hống. Tên đầy đủ của bản kinh là Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh, nằm trong hệ thống kinh điển Đại Thừa, còn có danh xưng là Thắng Mang Sư Tử Hống. Thắng Mang. Thắng Mang là người nữ đã có gia đình mà tu thành Phật, thì không có lý do gì chúng ta lại buồn và không tin vào bản thân. Một số vị xuất gia khi đã lớn tuổi
Vì vậy thường dựa vào lý do có gia đình nên tu không bằng những cô xuất gia từ khi còn trẻ. Vậy khi học kinh này xong, chúng ta không còn cớ đổ thừa mình tu không được. Phu nhân Thắng Mang, con gái của vua Bá Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi. Thắng Mang tiếng Phạn là Thất Lợi Mạc Lợi, Mạc Lợi là tên mẹ, Trung Hoa dịch là Mang. Người Ấn Độ phần nhiều lấy tên cha mẹ đặt tên cho con. Thất Lợi, Trung Hoa dịch là Thắng. Vua và hoàng hậu đặt tên Thắng Mang với hy vọng con gái mình tài trí, phước đức thù thắng hơn người. Đứng về ý nghĩa Phật Pháp mà nói, danh từ Mang là chỉ cho các thứ công đức. Các bậc hiền thánh lấy công đức để trang nghiêm gọi là Mang. Hoàng hậu Mạc Lợi là một nữ cư sĩ tín tâm thuần thành đối với Phật Pháp. Bà chính là thiện hữu tri thức hướng dẫn vua Ba Tư Nạc đến với Đức Phật. Mạc Lợi tiếng Trung Hoa dịch là Mang, nghĩa là tràng hoa, ở đây tượng trưng cho tràng hoa công đức. Đối với người nữ, hoa công đức tượng trưng cho đức hạnh. Các bậc hiền thánh lấy công đức trang nghiêm pháp thân nên gọi là Mang. Trong kinh Hoa Nghiêm có Thất Giác Diệu Mang, kinh Duy Ma Cật có Thân Tâm Hoa Mang. Các thiếu nữ Ấn Độ thường đội hoa trên đầu hoặc trán. Tràng hoa là trang sức đẹp nhất đối với người con gái Ấn Độ thời ấy. Theo quan niệm Phật giáo thì trang sức đẹp nhất không phải là hoa hồng, hoa lan, hoa cúc mà là hoa đức hạnh, hoa công đức. Vì vậy, người tu sĩ lấy đức hạnh, công đức để trang nghiêm thân. Người phụ nữ thế tục thường chăm chút trang điểm cho thân ngày càng đẹp hơn. Người con gái Đức Phật thì chỉ có hoa đức hạnh là đẹp nhất, hương thơm ngọt gió bay xa. Chúng ta dù có tài năng khéo léo bao nhiêu mà không có tâm, không có đức, không biết tu dưỡng thì chỉ làm khổ mình, khổ người. Người tu không lấy đức hạnh, không lấy giới đức để trang nghiêm thân tâm thì tự làm khổ mình và khổ người. Tự làm khổ mình thì chỉ chịu khổ trong một đời, còn làm khổ người thì phải trả trong nhiều đời. Làm cho người khổ nhiều thì trả nhiều, làm cho người khổ ít thì trả ít. Vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi đã đặt niềm tin vào con gái của mình qua tên gọi Thắng Mang. Hy vọng với hoa công đức này, con gái sẽ hơn cha mẹ. Và dĩ nhiên, Thắng Mang hơn cả vua và hoàng hậu, không phải hơn về quyền lực hay giàu sang, mà hơn về công đức và tâm hạnh. Pháp thân thì chúng sanh đều có đủ, nhưng vì chưa có công đức trang nghiêm nên pháp thân chưa thể hiện bày. Chư Bồ Tát phát tâm tu hạnh tự lợi lợi tha, vì để trang nghiêm pháp thân. Tất cả chúng ta đều là Phật. Pháp thân tuy đầy đủ đức tướng Như Lai, nhưng mình vẫn đang ngồi đây với thân tâm nhiễm ô khổ đau vì còn quá nhiều tham sân si. Tuy nhiên, dù ta có bị đọa vào địa ngục thì tánh Phật vẫn còn nguyên, không mất mát đi đâu cả. Theo tinh thần thiền tông, nếu ta chịu dừng và quay lại thì không thêm bớt gì hết, thì ngay đó sống với chân tâm hiện tiền. Đó cũng là việc chính yếu mà chúng ta đang hành trì. Tuy nhiên, cùng nhau chiêm nghiệm lại xem trong đời sống bình nhật chúng ta thực hành được điều này bao nhiêu phần trăm. Diệu dụng của Phật Pháp không phải nằm trên giáo lý mà trên thực hành. Muốn phát huy hết diệu lực ấy cần phải nỗ lực công phu. Niềm vui của người tu tập là hành trì công phu và thoát dần mê lầm. An lạc chỉ có mặt khi chúng ta thức tỉnh, không có phiền não. Vui chỉ là ngôn ngữ để diễn đạt, còn thật sự nếu ta nếm được hương vị của niềm vui ấy thì đó là cái bất khả xâm phạm, không thể diễn đạt, mà mỗi người tự thân chứng. Nó không giống cái vui buồn thường tình thế gian. Người thế gian vui khi gặp thuận cảnh, nhưng nghịch duyên đến thì không chịu nổi và đau khổ. Cái vui chân thật là sự tỉnh giác, sự có mặt của trí tuệ hiện tiền.
cảnh nghịch hay thuận không dính dáng, tâm thể rỗng ràng, thần thái nhẹ nhàng. Thật ra, vui là một cách nói, chứ chỗ này không vui không buồn. Nó là cái hay biết đó là tâm. Phải buông hết vọng tưởng mới có cơ hội nhận ra chỗ này, nhanh hay chậm tùy mỗi người. Ở đây nói là vì chưa có công đức trang nghiêm, tức chưa có công phu nên pháp thân chưa thể hiện bày. Chúng ta thường hiểu công đức trang nghiêm là tụng kinh, tọa thiền, làm nhiều việc thiện vân vân. Cho nên ráng tu tạo với tâm mong cầu được công đức. Như vậy là chưa đủ. Chỗ chân thật không có dụng công. Tuy nhiên, chúng ta cứ tu tạo các việc lành và nhớ buông tất cả các thứ tâm xuống là tốt. Trong mọi sinh hoạt chỉ cần tỉnh. Tỉnh thật nhanh thì thấy biết rõ ràng, không có gì để phiền. Giờ nào cũng là giờ, phút nào cũng là phút, làm chi cũng được, không mất thời gian, bởi vì thời gian không có thật. Thời gian do con người đặt định, nó không tự chia cắt. Không gian cũng thế, rộng lớn mênh mông, do con người đặt để chia cắt đủ thứ vào đó, rồi phát sinh điên đảo phiền não. Sống tỉnh thức thì toàn thể thời gian không gian nguyên vẹn, luôn luôn như vậy. Sống mê lầm thì thời gian có dài, không gian có lớn bao nhiêu cũng cảm thấy mất trắng. Bởi vì chúng ta không có mặt trong từng công việc, từng giây phút hiện tại. Ở đây mà nhớ kia, đang trong thời điểm này lại mong thời điểm khác. Cuối cùng thở than vô thường nhanh chóng, chẳng làm được chi. Thật ra tâm chúng ta lúc nào cũng thấy biết rõ ràng và vốn luôn thanh tịnh. Chỉ vì mình bất giác bám theo vọng tưởng nên ngỡ nó không có. Phật gọi đây là bối giác hiệp trần. Cho nên thiền sư khi độ người không nói chuyện xa xôi. Một hôm Bách Trượng theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy bầy dịch trời bay qua. Mã Tổ hỏi: "Đó là gì?" Bách Trượng thưa: "Bầy dịch trời." "Bay đi đâu?" "Bay qua mất." Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi Bách Trượng kéo mạnh. Đau quá, Bách Trượng la thất thanh. Mã Tổ bảo: "Lại nói bay qua đi." Ngay câu ấy, Bách Trượng tỉnh ngộ. Đó chính là chỗ chỉ thẳng của thiền sư. Chỉ cần nhéo lỗ mũi một cái, rất sống động, không có chuyện. "Nè con, hồi xưa trên hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa lên, Ngài ca diếp chúng chiếm cười. Việc này đã qua rồi, chỉ còn là cái xác, không dính dáng gì đến hiện tại." Kể lại câu chuyện này bây giờ thì nó là của tất cả chúng ta, của hiện tại. Nhắc lại chuyện quá khứ mà tâm bá vào quá khứ thì nó trở thành cái xác không hồn. Nhắc chuyện quá khứ bằng tâm hiện tại thì chuyện đó vẫn là thực tại. Chúng ta đừng để cảm giác đánh lừa. Không có trạng thái, không có cảm giác, không có vọng tưởng, chỉ là thực tại. Tu được như vậy sẽ thấy cuộc đời thật tròn đầy, thật mênh mông rộng lớn, không bị hạn cuộc bởi thời gian không gian. Nghe hỏi và trả lời bằng trực tâm, không cần suy nghĩ, đó là sống trong thực tại. Chúng ta thường đánh mất thực tại bởi cái tật hay suy nghĩ hay tính toán. Con người quen lùi về quá khứ nên cứ trật nhịp với hiện tại. Nếu không lùi về quá khứ thì cũng nhảy trượt tới tương lai nên vẫn cứ trật nhịp. Tu tập muốn không phiền não không phải là quá khó, chỉ tại mình trật nhịp hoài. Như con lật đật, nó luôn ở trạng thái đảo qua đảo lại, không ở bất quân bình. Có khi càng muốn quân bình lại càng chao đảo. Vì vậy khi tu tập, chúng ta không nên cố gắng quá sức. Tuy nhiên, không phải nói đừng gắng sức thì lại buông lung không chịu tu. Ban đầu khởi niệm gắng sức, nhưng một khi đã thuần thục thì không cần khởi niệm nữa, vì khởi niệm là vọng động, không phải tâm chân thật. Trong công phu tu tập, cách tu rất quan trọng.
Khi đã biết cách và sử dụng dừng nhuyễn thì việc tu dễ dàng hơn. Học hiểu nhiều mà không nắm phương pháp tu cụ thể thì cũng không có kết quả. Hòa thượng Trúc Lâm dạy chúng ta tu có đường lối, chủ trương rõ ràng, không phải nói khơi khơi. Học hiểu và có thể nói lại cho người khác nghe, nhưng buồn vui thương ghét vẫn đầy ắp trong lòng. Như vậy, việc tu tập không dính dáng gì đến ta. Nếu thế, đến bao giờ mới thấy được diệu dụng của Phật Pháp? Nên phải tu. Tu đúng thì muôn pháp ảnh hiện trong gương tâm, mà gương tâm vẫn không mất đi cái thể của nó. Vua Trần Thái Tông có hai câu thơ: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiền, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiền. Khi tâm lặng trí sáng, ta thấy muôn sự muôn vật rõ ràng, không vật nào lẫn lộn với vật nào. Không gì có thể làm cho chúng ta lúng túng, lao sao, đau buồn hay sung sướng. Vạn vật đến đi tự tại như nhiên, không ảnh hưởng gì đến tâm ta. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Không mây là không có phiền não, không có vọng tưởng. Khi phiền não lắng, ta nhận ra được tánh biết. Bấy giờ cả bầu trời thênh thang hiển hiện. Chỉ còn một tâm không năng không sở, không ta không người, không có bốn tướng nhân ngã, chúng sanh thọ giả. Trên trời không còn dần mây nào cả, nhất là mây bản ngã. Đây là dần mây đáng sợ nhất, chính nó sinh ra các dần mây khác. Bởi vì khi tướng ngã xuất hiện thì các tướng khác liền theo sau. Có nhiều tướng để chúng ta phá trừ, nhưng tướng nào đáng sợ nhất thì phá trước. Phá được tướng ấy rồi, các tướng còn lại cũng tan mất. Giống như 12 nhân duyên, nếu chặt một mắt xích thì các mắt xích kia đều đứt. Phá được ngã chấp thì chấm dứt khổ đau, pháp thân hiển bày. Cho nên muôn dặm không mây là muôn dặm trời trong suốt, tâm thênh thang trùng khắp. Trên bước đường học Phật, có tâm tu hành thôi chưa đủ, mà còn phải biết chọn pháp tu thích hợp với bản thân. Mỗi người tự chọn cho mình phương pháp thích hợp, ghi nhớ và thực hành những gì tâm đắc. Nhớ là không sai với lời Phật dạy, không đi ra ngoài tông chỉ. Nếu tu cách ấy lâu ngày không kết quả thì có thể đổi cách khác. Cho nên mới có chỉ, quán để ta lựa chọn ứng dụng. Tu như vậy là khéo léo. Nếu cố chấp, đặt bản ngã lên trên là tự mình siết thòng lọng vào cổ, càng siết càng ngợp, cuối cùng bị bản ngã giết chết. Có người càng tu càng chấp ngã. Đúng lý thì càng tu càng xả ngã, ít chấp chặt, ít rắc rối trong lòng. Càng tu càng giản dị mới đúng, mới khỏe. Khi chưa tu khó tánh 10, tu rồi chỉ còn khó 1 thôi. Nói khó 1 là còn du dị, lẽ ra càng tu phải hết khó, bởi vì còn khó là còn khổ. Nếu tu đúng tông chỉ, đúng đường lối nhất định sẽ an lạc. Người tu sai, tu hoài cũng không có niềm vui, cho nên phải tỉnh thức. Tỉnh trước khi mê, không gặp chuyện cũng phải tỉnh. Bình nhật không tỉnh, đến khi phiền não khởi lên mới quán chiếu thì đã buồn, đã mất mình. Khi tỉnh thức rồi, dù mình không buông, vọng tưởng cũng chẳng dính. Chúng ta có 6 căn ngũ dục: mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, đều phát ra diệu dụng của bản tâm. Tỉnh trong cái nhìn, tỉnh trong cái nghe. Thường tự nhắc như vậy, nhưng đừng để đầu lại thêm đầu, nhắc nhẹ rồi buông. Không khéo tỉnh, 6 căn sẽ chạy theo 6 trần. Một khi căn trần dính nhau thì khổ đuổi theo sau. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói mê 6 căn là chúng sanh, ngộ 6 căn là Phật. Nghiệm kỹ, chúng ta sẽ thấy khi va chạm với cuộc sống, khéo vận dụng pháp tu thì tỉnh lực cao. Ngồi lặng lẽ thấy rất yên, nhưng cái yên này chưa thể khẳng định được tỉnh lực của mình. Có
người thích cảnh yên, không chịu nổi cảnh động. Gặp cảnh động, họ phiền não tu không được. Hành giả khéo dụng công là sống trong cảnh động mà yên được thì mới vững mạnh. Bồ Tát tu vừa tự lợi, vừa lợi tha để trang nghiêm tự thân. Muốn hiển bày pháp thân, phải nhận và sống lại với nó thông qua con đường Phật Đạo. Chúng ta học theo các ngài trong tất cả pháp hành, tất cả hoạt dụng đều dùng trí tuệ Bát Nhã quán chiếu, ra khỏi mê lầm, chóng ngộ bản tâm, sau đó lợi ích chúng sanh cùng được như mình. Này, thắng mang tu nhất thừa hạnh, hoằng nhất thừa giáo, tức dùng công đức để trang nghiêm nhất thừa Phật quả, vì vậy có tên là thắng mang. Thắng mang tu nhất thừa hạnh, hoằng nhất thừa giáo để được nhất thừa quả. Nhất thừa tức là nhất Phật thừa. Phu nhân thắng mang đã tu nhất Phật thừa, như vậy công phu rất thâm sâu và mạnh mẽ. Một người nữ có gia đình mà tu nhất thừa hạnh, hoằng nhất thừa giáo để được trang nghiêm nhất thừa Phật quả thì biết đây là Bồ Tát thị hiện. Tuy nhiên, muốn được như thắng mang không phải tu một đời là xong. Nghe vậy chúng ta cũng đừng ngán, vì có tính bao nhiêu đời cũng chỉ là thời gian, mà thời gian thì không thật. Chúng ta cứ an ổn trong lòng, tỉnh giác tu hoài, đâu cần nghĩ tới thời gian. Không nghĩ tới thời gian thì không kẹt thời gian, không kẹt thời gian thì không có gì để ngán. Nên biết chân tâm Phật tánh không có thời gian. Hòa thượng Trúc Năm có nói về đường sanh tử và đường bất tử. Ngài bảo, thầy có con đường riêng của mình. Ngày ra đi, nhất định thầy sẽ đi con đường đó, không đi con đường khác. Đó là con đường bất tử. Tánh thật của các pháp là tánh không. Thân tứ đại này rồi cũng rã tan, trả về cho tánh không. Cho nên, nếu mai này mấy đứa con có gặp lại thầy, thì cũng chỉ gặp trên ứng hóa thân mà thôi. Hòa thượng vẫn còn sinh tiền. Chúng ta có mặt ở đây, đang sống cùng thời đại với hòa thượng. Ngài đã xác quyết một điều chắc chắn như vậy, thì chúng ta tin tưởng nếu chịu tu, nhất định sẽ thành tựu. Cứ công phu rốt ráo, mỗi lần công phu là chủng tử lành lại sâu dày thêm, tâm chân thật lại hiện bày. Hôm nay làm chưa xong thì ngày mai làm nữa, làm tới bao giờ xong mới thôi. Học những bộ kinh đại thừa, chúng ta sẽ xóa tan mặc cảm làm người nữ. Mang hình tướng bên ngoài thế nào cũng được, miễn bản tâm không ô nhiễm, không phiền não. Nam hay nữ chỉ là tứ đại, là lớp da bên ngoài. Bản tâm chân thật mới quan trọng. Công phu tu hành là dựa vào nội lực bên trong, không phụ thuộc tứ đại bên ngoài. Nhiều người quan niệm người nữ bị hạn chế nhiều mặt, không làm Phật sự lớn như người nam. Nhưng mục đích tối thượng của người tu không phải để được làm lớn, mà là giải thoát. Tại sao chúng ta không ra khỏi tư tưởng nhỏ hẹp ấy? Tại sao tự trói buộc mình trong hình tướng giả tạm duyên hợp? Cứ nguyện tu chuyển nữ thành nam, đó đâu phải là mục đích tu tập của chúng ta. Ở trên là ý nghĩa chữ thắng mang. Sư tử hống. Sư tử là chúa tể của muôn thú. Trong kinh, khi nói đến chư Phật, Bồ Tát thuyết pháp thường dụ như tiếng gầm của sư tử, gọi là sư tử hống. Ở đây được nói hai nghĩa của sư tử hống như sau. Một, vô úy. Khi sư tử đối diện với tất cả muôn thú, nó chẳng sợ hãi mà rất ung dung tự tại. Thắng mang phu nhân đối trước Phật nói nhất thừa đại pháp với tâm vô ngại, không có sự sợ hãi, khéo hàng phục ngoại đạo, chẳng khác tiếng gầm của sư tử vang lên thì muôn thú đều khiếp đảm. Hai, quyết định. Sư tử đi thẳng, nhìn thẳng, không quanh co ngó tới ngó lui. Nghĩa là kinh này nói một cách khẳng định, rốt ráo triệt để, nên gọi là đại thừa pháp,
cứu cánh liễu nghĩa. Ý nghĩa sư tử hống có hai. Một, vô úy. Sư tử hống là tượng trưng cho những bậc pháp khí đại thừa. Hình ảnh sư tử mang tính vô úy vì không sợ hãi trước các loài thú, ngược lại muôn thú đều sợ sư tử. Khi nhận được tâm Phật thì chúng ta chính là sư tử vương, không sợ bất cứ phiền não vọng tưởng, nghịch cảnh nào, không sợ lời khen tiếng chê, được mất hơn thua, không sợ sanh tử. Không sợ đây không phải là cảm giác không sợ, mà do phát huy được cái chân thật bên trong nên không sợ mọi thứ giả tạo bên ngoài. Khi nhận ra và sống được với tánh Phật thì các thứ khác đều vô nghĩa, không gì có thể uy hiếp chúng ta. Thắng Ma Phu Nhân đối trước Phật nói nhất thừa đại pháp với tâm vô ngại, không có sự sợ hãi. Sự không sợ hãi của Thắng Ma Phu Nhân xuất phát từ tâm, hiện ra một cách ung dung tự tại. Vì vậy lời nói của bà như tiếng rống sư tử. Chúng ta chưa đến được chỗ ấy, nên dù khéo mấy cũng không thể hiện được sự ung dung tự tại. Bản tâm chân thật có năng lực và diệu dụng vô cùng, khiến chúng ta có thể làm vô lượng Phật sự, thành tựu vô lượng chúng sanh mà không có gì khiếp đảm. Sống được với đức vô úy, với tâm chân thật, hành giả sẽ gầm tiếng sư tử, muôn thú đều khiếp đảm, ngoại ma lùi tàn, tất cả khó khăn trở ngại lùi bước, mặc tình hành giả ung dung tự tại trong ba cõi. Thiền sư Phụ Dung Đạo Giai có nói kệ: sinh chẳng thích thiên đường, tử chẳng sợ địa ngục, buông tay đi ngang ngoài tam giới, mặc tình vương bổng nào buộc ràng. Được như vậy là vì Ngài đã rống tiếng sư tử. Chúng ta thì đang sợ, sợ đói khát, sợ nóng lạnh, sợ già chết, sợ đủ thứ. Chung quy bởi ta chưa nhận ra được bản tâm, còn mê lầm chạy theo các duyên, nên vẫn chìm đắm trong những giấc mộng đầy sợ hãi. Phật dạy: các ông phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Nương tựa nơi chính mình thì ít khi nào sụp đổ. Nếu chọn một nơi nào đó làm ốc đảo cho mình thì khi ốc đảo ấy không còn nữa, chúng ta sẽ không còn chỗ trú ẩn. Không nương tựa vào tự thân mà nương theo người khác, rồi trách người trách đời thế này thế nọ thì thật không đúng. Không đúng trên nguyên tắc căn bản Phật đã dạy: chỗ nương tựa vững chắc nhất chính là tâm ta. Tâm ấy luôn theo sát bên mình, thế mà ta lại bỏ quên, chạy theo ảo mộng bên ngoài, có lạ quá không? Ngài Phó Đại Sĩ làm bài tụng: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, ngồi đứng hằng theo nhau, nói nín cùng chung ở, mảy may chẳng tạm rời, như hình cùng với bóng. Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy. Bởi vì trong giấc ngủ cũng có cái biết, cái biết ấy chính là Phật. Chúng ta đừng sợ hãi, đừng lo lắng, không cần cầu mong thêm điều gì cả. Cứ sống tùy duyên, không lo toan buồn phiền vương vấn trong lòng. Tất cả những điều này phải do mình nhiếp thọ mới thành tựu. Sư tử hống chính là nói đến tính chất tự mình thành tựu cho chính mình. 2. Quyết định. Kinh này nói một cách khẳng định rốt ráo triệt để cứu cánh liễu nghĩa. Có nhiều bản kinh Phật không nói thẳng, mà tùy theo căn cơ chúng sanh nên nói nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa. Do vì chúng sanh khiếp nhược, không dám tin vào tánh Phật của mình. Tánh Phật quá gần, quá hiện thực, mà chúng sanh ảo tưởng cho rằng tánh Phật rất cao xa huyền diệu, vượt thường tình. Vậy nên Phật phải nói cho quan trọng, nói vòng vòng, cuối cùng kết lại hết sức bình dị, gần gũi.
Kinh này nói thẳng tánh Phật giống như sư tử đi thẳng, nhìn thẳng, không quanh co ngó tới ngó lui. Chúng ta chưa bàn đến tâm, chỉ nói trên mắt thôi đã thấy chưa yên. Mắt chậm hơn tâm rất nhiều, vậy mà nó thường nhìn tới nhìn lui thô độc. Người khéo léo mắt không láo liên, nhưng tâm lại phóng dọt lung tung. Có khi đang tụng kinh, ngồi thiền, học pháp, xem rất nghiêm trang, nhưng mọi việc chung quanh đều biết rõ. Câu chuyện nhà sư và cô lái đò thuyết minh khá thú vị cho cái tâm này. Sư lên đò, rồi xuống đò. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Sư ngạc nhiên hỏi: "Vì sao cô thu gấp đôi?" "Vì thầy nhìn lén tôi." Sư im lặng trả tiền rồi bước lên bờ. Hôm sau sư lại lên đò, xuống đò. Lần này cô đòi tiền gấp ba. Sư hỏi vì sao, cô cười bảo: "Lần này thầy nhìn tôi dưới nước." Sư trả tiền. Lần khác sư lại qua sông. Vừa lên đò, sư nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn vào đâu. Đò cập bến, cô lái đò thu tiền gấp tư. Sư ngạc nhiên hỏi vì sao, cô ung dung đáp: "Thầy không nhìn tôi bằng mắt mà nhìn bằng tâm." Sư trả tiền. Lần khác trở lại bến đò, sư nhìn thẳng vào cô gái. Đò cập bến, sư hỏi lần này trả bao nhiêu. Cô đáp: "Tôi xin đưa thầy qua sông, không thu tiền." Sư hỏi vì sao, cô cười đáp: "Lần này thầy nhìn mà còn không khởi tâm nữa." Không ngó tới ngó lui là không ngó cả trên mắt lẫn tâm. Chúng ta không những mắt ngó tới ngó lui mà tâm cũng ngó tới ngó lui, vì thế luôn ở trạng thái thân tâm đều dao động. Sư tử rất định tĩnh, cách nhìn cách đi đều định tĩnh. Cái định tĩnh này không phải tự tạo, nếu tự tạo sẽ không trường cửu. Sự định tĩnh này vốn tự nhiên từ bên trong phát ra. Phu nhân Thắng Ma có thể nhập được chỗ này nên sức định tĩnh của bà dĩ nhiên là như sư tử vương. Trên đây là ý nghĩa sư tử thống. Nhất thừa. Nói đến nhất thừa thì không phải hai. Trong Phật pháp có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Hoặc ba thừa: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Này kinh này nói nhất thừa chứ không phải ngũ thừa hay tam thừa. Nên nhất thừa là nhất Phật thừa, cứu cánh niết bàn. Phật vì phương tiện phân biệt có ba thừa, năm thừa, nhưng kỳ thật chỉ có một Phật thừa. Kinh Pháp Hòa nói chỉ có duy nhất một Phật thừa, không có thừa nào khác. Nhưng vì chúng sanh nói pháp hoặc hai hoặc ba thừa, cho nên theo tinh thần đại thừa thủy chung chỉ có nhất thừa. Đại thừa và nhất thừa có thể thấy rõ qua biểu đồ. Bồ Tát thừa là nhân, tức là đại thừa. Phật thừa là quả, tức là nhất thừa. Tóm lại, trọng tâm của nhất thừa là để thuyết minh rõ lý nhị thừa, chưa phải rốt ráo viên mãn, đồng thời hiển bày Như Lai quả đức. Nhất thừa là nhất Phật thừa, là thừa cao nhất trong Phật giáo. Ngũ thừa gồm nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Tam thừa gồm thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Quy tam về nhất, tức là gom ba về một nên gọi là nhất. Tuy ba nhưng không thật ba, tuy năm nhưng không thật năm. Vì chúng sanh căn cơ khác nhau nên Đức Phật tạm đặt ra các phương pháp tu khác nhau, cứu cánh không sai khác. Phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa nói: khi người cha đứng bên ngoài nhìn thấy lửa từ bốn phía nhà cháy hừng hực, mới bảo các con hãy mau ra. Tuy nhiên các con không muốn ra vì không hiểu thế nào là hại, cứ đồng tay chạy giỡn nhìn cha. Người cha mới bày phương tiện nói: nếu các con mau ra,
cha sẽ cho xe hươu, xe dê, xe trâu. Bây giờ các con nghe cha cho đồ chơi báo đẹp, mỗi người tranh nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Khi các con chạy ra khỏi nhà lửa rồi, trưởng giả giàu có chỉ cho các con đọc một thứ xe trâu trắng lớn, cao rộng, được trang trí bằng các thứ báu. Ba xe tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Xe trâu trắng tức là Nhất Phật Thừa, tuy ba mà một, không hề khác nhau. Nói không khác đôi khi cũng chưa đúng, bởi vì Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không phải là Phật Thừa. Nhưng để đến được Phật Thừa thì phải trải qua các thừa ấy. Cho nên nói Phật Thừa gồm đủ các thừa, nhưng không phải có đủ các thừa là tới được Phật Thừa. Hành giả có thể đi theo đường tắt thẳng tới Phật Thừa, cũng có thể đi từ Thanh Văn lên Duyên Giác, Bồ Tát rồi đến Phật Thừa. Bồ Tát Thừa thuộc về Đại Thừa. Đại Thừa là cỗ xe lớn, tức là những pháp tu dẫn đến kết quả lớn. Cái được gọi lớn nhất chính là bản tâm thênh thang không cùng tận. Như vậy nói Tam Thừa, Nhất Thừa trên ngôn ngữ là để diễn đạt trình tự đi đến cứu cánh. Cuối cùng Tam Thừa cũng quy về Nhất Thừa. Tuy nhiên trình tự cao thấp có khác. Nếu tu đến Thanh Văn và Duyên Giác rồi dừng lại ở đó, không tiến lên nữa thì không đến được Phật Thừa. Vì vậy Phật mới phương tiện nói Nhị Thừa, Tam Thừa. Đến Nhị Thừa rồi thì phải tiến lên Bồ Tát Thừa, nên mới có Tam Thừa. Đến Bồ Tát rồi phải tu tới Phật Thừa, vì vậy Nhất Thừa quán triệt cả ba thừa. Tuy nói ba nhưng cuối cùng tu để đạt Nhất Phật Thừa. Phật Thừa cũng là nói theo ngôn ngữ, chứ thật ra không có. Không có ở đây không phải là không có gì, mà là không có tên, không có danh xưng, chỉ do chư Phật tạm đặt để phương tiện độ chúng sanh tu tập mà thôi. Trên đây là nói về ý nghĩa Nhất Thừa. Đại phương tiện. Phương tức là phương pháp, tiện tức là tiện nghi. Phương tiện nghĩa là phương pháp thích ứng với hoàn cảnh và căn cơ. Chúng sanh căn cơ không giống nhau nên phương tiện cũng không giống nhau. Phật pháp chỉ có Nhất Thừa, nhưng vì thích ứng với căn cơ chúng sanh nên Đức Phật giả lập phương tiện, nói Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa để hóa độ. Cuối cùng đều đưa về Nhất Phật Thừa. Cho nên người thuyết pháp có phương tiện thiện xảo là khéo dẫn dắt tất cả chúng sanh tùy theo căn tánh của họ, cuối cùng là phải đi đến mục đích cứu cánh giác ngộ viên mãn. Vì muốn hiện bài thật mà phải lập quyền, rồi lại khéo từ quyền quy về thật. Đây gọi là đại phương tiện. Trong Kinh Thắng Mang, sơ khởi ở nơi Đại Thừa nói Pháp Nhị Thừa và Nhân Thiên Thừa, kế đến lại khéo từ Nhị Thừa đưa về Nhất Phật Thừa. Phương tiện là cách thức, là quyền biến. Từ quyền biến đưa về các nguyên bản chân thật ban đầu, đây gọi là đại phương tiện. Tâm Phật là nguồn gốc ban đầu. Tâm này ai cũng có, nhưng chúng sanh lỡ mê nên quên mất. Đức Phật vì thích ứng với căn cơ chúng sanh mà lập bày phương tiện có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, cuối cùng đều đưa về quả vị Phật. Quy trình của Kinh Thắng Mang ban đầu nói Pháp Nhị Thừa và Nhân Thiên Thừa, sau đưa về Nhất Phật Thừa, tức là từ phương tiện quyền biến đưa về chỗ cứu cánh chân thật. Phương Quảng chỉ các kinh nằm trong hệ thống kinh điển Đại Thừa. Phương Quảng có ý nghĩa rộng lớn, không bờ mé, không giới hạn. Kinh tiếng Phạn là Sutra, Trung Hoa dịch là tuyến. Tuyến có công năng quán xuyến, như sợi chỉ kết hoa thành tràng. Những gì Phật, Bồ Tát tùy căn cơ chúng sanh thuyết pháp, được kết tập thành bộ, lưu truyền ở đời gọi là kinh. Lại kinh còn hội đủ ba yếu tố khế thời, khế lý và khế cơ.
kinh do Đức Phật nói ra đủ ba yếu tố: khế thời, khế lý, khế cơ. Khế thời, một bản kinh Phật nói ra phải khế thời, tức là hợp với thời đại đó. Ví dụ thời Phật còn tại thế, các thầy tỳ kheo đi du phương khất thực. Xã hội lúc bấy giờ không có các phương tiện hiện đại như xe gắn máy, điện thoại, vi tính. Trong pháp của Phật nói thời ấy không có những thứ đó. Vì vậy, khi Phật sắp niết bàn có nói: sau khi Như Lai nhập diệt, nếu trong tăng đoàn có việc gì, các thầy y cứ trên giới luật mà hành trì. Tuy nhiên, nếu thấy những giới luật không còn thích hợp với thời đại, với căn cơ chúng sanh, quý thầy có thể uyển chuyển. Cho nên trong ngũ giới ngày nay, ngoài giới không uống rượu, còn thêm không hút chích xì ke ma túy. Gần đây, các sư còn chế thêm không được chơi game, vì những thứ này làm mê loạn tâm thần, gây ra bao nhiêu lỗi lầm khác. Một khi đã chìm vào những tệ nạn này, thì tài sản theo đó mà mất đi, gia đình tan nát, trí tuệ mờ tối, không còn biết đúng sai nữa. Kinh là do Phật nói, hoặc đệ tử Phật nói dưới sự chứng minh của Đức Thế Tôn. Kinh này do phu nhân Thắng Mang nói và được Phật chứng minh nên gọi là kinh. Khế lý. Bản kinh nói ra phải khế lý. Đây là điểm chánh yếu. Dù ở thời đại nào, lời Phật nói cũng đúng chân lý. Nếu nói không đúng chân lý thì không gọi là kinh. Khế cơ. Đây chính là khả năng thiện xảo của người giáo hóa. Khi nói kinh Phật nhìn toàn thể hội chúng, thăm dò căn cơ của họ, tùy cao thấp mà nói. Như vậy mới đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nếu cứ nói thao thao bất tuyệt, không cần biết thính chúng hiểu hay không hiểu, nghe hay không nghe, thì không có lợi ích gì. Tôn và A Nan khi hướng dẫn cho hai vị đệ tử Sa Di tu, một vị là người giữ nghĩa địa, ngài giải quán sổ tức. Một vị là thợ rèn, ngài giải quán bất tịnh. Sau một thời gian tu tập, cả hai đều không có kết quả. A Nan thắc mắc tại sao giải đúng với pháp mà đệ tử tu không có kết quả. Tôn giả trình việc này lên Đức Phật. Phật hỏi nghề nghiệp của hai người, rồi bảo tôn giả dạy tu không hợp căn cơ. Với người thợ rèn thì nên giải quán sổ tức, vì thợ rèn hay thục ống bể, quán sổ tức dễ nhớ, dễ thực hành. Người giữ nghĩa địa thường thấy thầy chết nên giải quán bất tịnh. A Nan vâng lời Phật, hướng dẫn lại pháp tu cho hai vị sa di. Thời gian sau, hai vị ấy đều được kết quả tốt. Phương pháp tu rất quan trọng. Người tu thiền nếu không thoáng, không sáng thì rất khó tu. Mỗi người đều có căn cơ khác nhau. Có người thích tu trong cảnh tịnh, có người thích tu trong cảnh động. Chúng ta phải biết căn cơ của mình và người để áp dụng pháp tu cho đúng. Như vậy mới đem lại lợi lạc thiết thực. Người thích tu trong cảnh tịnh, nhưng nghe huynh đệ khuyên nên tu trong cảnh động, mới mài dũa được bản ngã, rồi ráng tu trong cảnh động. Tu một thời gian không có kết quả, ngược lại sinh tâm chán nản muốn bỏ tu. Hoặc người thích tu trong cảnh động, nhưng nghe huynh đệ khuyên nên tu trong cảnh tịnh thì mới mau tiến, nên tìm chỗ thanh tịnh để tu. Tu một thời gian thấy buồn chán nên nản lòng. Vì vậy phải tùy căn cơ, nhân duyên riêng mà chọn pháp tu cho phù hợp với mình. Có khi chúng ta ngồi thiền rất yên, nhưng sợ ngồi ngoài không tốt nên xả ra. Như vậy thật đáng tiếc. Ngồi được thì cứ ngồi, miễn đường chấp tướng là tốt. Cần tích lũy công phu, định sâu thì trí phát sáng, nội lực mạnh mẽ. Có người thích hợp với quán chiếu khi đối duyên xúc cảnh, gặp việc liền tỉnh biết, không phan duyên, không mê muội. Được như vậy thì nội lực rất thâm hậu,
tu trong mọi công việc thì phước tuệ lượng toàn. Tích lũy công phu theo căn cơ riêng của từng người, không phải ai cũng giống nhau. Cứu cánh là nhận ra bản tâm, không phải trên hình thức. Khi hướng dẫn đại chúng tu tập, chúng ta phải nương vào ba yếu tố đó. Thời đại ngày nay là thời đại văn minh, giới trí thức chiếm số đông. Vì vậy nhà bố giáo không có kiến thức thì thật khó hoằng pháp lợi lạc chúng sanh. Như vậy là đã xong phần giải thích tên kinh.